kinh thành đệ nhất mỹ nhân thẩm định châu vì cho gia tộc rửa sạch quan khuất làm cả đời thế thân bạch nguyệt quan nịnh nọt lấy lòng mấy năm cuối cùng lại trúng độc chết thảm sau khi sống lại lại trở lại gia tộc gặp nạn ngày lập tức muốn bị ném vào quân doanh làm kỹ nữ nàng lại lựa chọn đầu nhập vào tiêu lan viêm biết hắn ngày sau sẽ trở thành cửu châu bá chủ mở mang bờ cõi lợi dụng hắn mới có thể cứu về lưu phóng mạc bắt cha mẹ thân nhân chỉ là lúc này đây nàng cùng kiếp trước bất đồng nàng cùng hắn nói lợi ích nói điều kiện nói sinh tử duy chỉ không nói chuyện tình cảm thậm chí giúp hắn cùng bạch nguyệt quang làm yểm hộ cô thay anh làm tất cả duy chỉ có không yêu anh sau đó tiêu lan viêm đăng cơ vết đỏ mắt cầm theo cái gọi là bạch nguyệt quang đầu hỏi nàng ái phi trong lòng cái kia không quên được nam nhân rốt cuộc là người nào chương một kiều nữ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mưa to gió lớn, gõ một cây hoa đào trong đình, cánh hoa rơi xuống vũng nước. Trong tẩm điện hoàng cung đèn đuốc sáng ngời, truyền đến tiếng khóc nức nở đè nén của nữ tử, xen lẫn tiếng thở hỗn hển của nam nhân. Thái giám và cấm vệ quân ở cửa, đều mắt nhìn mũi, mặt không chút thay đổi, phản phất như tai điếc. Thẩm quý phi trẻ tuổi xinh đẹp, mặt như hoa kiều, chỉ sợ bị dày vò không nhẹ nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen lại qua nửa canh giờ trong lòng trướng truyền đến thanh âm cầu xin tha thứ đau hôm nay lại yếu ớt hơn thường ngày tiêu lan viêm cười hỏi hắn cũng không buông trầm định châu ra ngược lại ông nàng vào trong ngực tiêu lan viêm vai rộng eo hẹp không mặc y bào thân hình được nến sáng chiếu rọi thon dài gầy gò eo có lực dưới một đôi mày kiếm đôi mắt bạc đen thấm bởi vì đáy mắt có chút mỉm cười, vừa có vẻ xa cách, lại có chút nghiền ngẫm. Lúc này, hắn đang hăng hái thưởng thức một sợi tóc của Thẩm Định Châu. Mỗi lần vui thích, mái tóc đen này lắc lư, vừa chướng mắt, lại câu hồn. Thẩm Định Châu ông chăn gấm, trên đầu vai trắng nõn trải rộng dấu hôn, hai tròng mắt nàng đen kịt như sao, nhìn tiêu lan viêm, bộ dáng hơi có chút kiều mị. Hoàng thượng, thần thiếp muốn tiết kiệm chút khí lực, ngày mai xuất cung tế phụ, đem tin tức quan tình rửa sạch nói cho hắn biết, nói vậy hắn dưới suối có biết, cũng sẽ rất vui mừng. Tiêu Lan Viêm nhướng mày, nhưng không đáp lại. Trầm định châu đôi mắt đẹp chớp chớp, từ trong chăn vương cánh tay ngó sen, ông lấy cổ của hắn, gắt gao áp sát vào. Hoàng thượng, Tiêu Lan Viêm lúc này mới cười. Không đồng ý, vừa rồi chỉ một lần quá không tận hứng, hai lần được không? Nụ cười của thẩm định châu hơi khựng lại. Mấy năm nay, tiêu lan viêm nhìn như cưng chiều nàng vô pháp vô thiên mọi chuyện đều thuận theo thực tế gặp phải chuyện trong nguyên tắc của hắn hắn nửa câu cũng sẽ không đồng ý thẩm định châu vén mái tóc đen lên buông xuống bên cổ mềm mại chủ động ngồi ở trên người hắn tiêu lan viêm thích nàng thức thời như vậy đại trưởng đỡ lấy eo nàng hắn môi mỏng lại đây hôn nàng nhưng thẩm định châu theo bản năng tránh đi dường như có chút giận dỗi lông mày tiêu lan viêm trầm xuống giọng nói khàn khàn làm hư em rồi. Một giây sau, động tác của anh bá đạo bóp chặt cầm cô, ép buộc cô quay đầu, ngay sau đó, cánh môi gắt gao ép tới. Hết mưa rồi. Sau đó, tiêu lan viêm ở lại, rót một ly nước tới cho nàng, trầm định châu không uống, ngược lại săn sóc đưa tới bên môi hắn. Hoàng thượng vất vả rồi, ngài uống đi. Nhìn nàng nhu thuận như thế, tiêu lan viêm uống nước, cười hỏi. Trẫm chỉ có một chuyện này vất vả sao? Đôi mắt đẹp của Thẩm Định Châu lóe lên thẹn thùng. Còn nữa, nàng còn chưa nói xong, tổng ma ma từ bên ngoài xông vào. "Hoàng thượng, quý phi nương nương không tốt rồi, Đông Hòa cung tội nhân Phó Vân Thu chạy trốn." Thẩm Định Châu nháy mắt biến sắc mặt. "Cái gì? Có thấy cô ta chạy đi đâu không?" Có cung nhân nói, hình như nhìn thấy phương hướng nàng đi trường môn cung. Tổng ma ma nói xong, sắc mặt tiêu lan viêm đã lạnh lùng đứng dậy, gọi. Người đâu, thay quần áo. Thẩm định châu sắc mặt lo lắng bất mãn. Hoàng thượng. Ngài muốn tự mình đi. Nàng cuốn chăn nguyên ương gấm đỏ tươi, chân trần đuổi theo hai bước, ông lấy ống tay áo tiêu lan viêm, mỹ thái kiều kiều, hai má vẫn còn mây đỏ. Hoàng thượng đừng đi, ngày mai chính là sinh nhật 19 tuổi của thần thiết, có thể hay không? Thẩm định châu còn chưa nói xong, tiêu lan viêm đã lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại buông tay thần sắc của hắn lạnh lùng mang theo một cổ uy nghiêm làm cho người ta rét lạnh trầm định châu mắt đen kinh ngạc nhoáng lên thần ngón tay buông lỏng tiêu lan viêm cũng không quay đầu lại mà đi hắn mới vừa đi thẩm định châu còn vẻ mặt không cam lòng vẻ mặt đã lạnh như băng tống ma ma đi ra ngoài nhìn thoáng qua xác nhận hoàng đế đã đi xa quý phi nương nương nô tỳ hầu hạ ngài đứng lên nàng lấy ra thường phục đã sớm chuẩn bị tốt. Không sao, thẩm định châu không nói nhảm, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Mọi người đuổi theo Phó Vân Thu ở trường Môn Cung, ngài đi theo Tây Bắc Môn, mạnh đại nhân an bài ra cung thủy xa, đã sớm chờ. Đêm thu lộ nặng, gió lạnh thổi lên áo choàng màu đen của thẩm định châu, nàng đội mũ trùng cùng màu, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, bước chân vội và đi lại trong đêm tối hai ba cung nhân cùng tống ma ma hộ tống nàng đi đến cửa tây bắc cung điện. quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa giấu trong bóng tối. mạnh đại nhân chờ đã lâu. nương nương, hắn chấp tay trên xe chuẩn bị lộ phí cùng ngọc điệp giả thân phận người cầm có thể trực tiếp đi bắc lương. trên đường tiếp ứng thần đều chuẩn bị tốt. ca ca của người ở bắc lương bạch sư thành chờ người. đa tạ mạnh đại nhân. trầm định châu thanh âm trời sinh mềm mại. thần sắc cũng là túc mục lãnh diễm, sẽ không liên lụy ngươi chứ mạnh đại nhân tươi cười ôn đạm. Thần không có việc gì, quan tình của lão sư đã sửa lại án xử sai, kế tiếp thần sẽ tự quan ẩn lui, nếu có cơ hội, cùng nương nương gặp lại ở Bắc Lương. Thẩm định châu gật gật đầu. Bảo trọng. Nàng không lưng tiến vào xe nước, tống ma ma đem đồ đạc của nàng đều đưa lên. Trầm định châu muốn đi, tiêu lan viêm ban thưởng đồ vật, nàng một dạng cũng không mang theo, bao gồm nàng ngày thường thích nhất Ngọc La Hoàng nàng chỉ mang theo một cây trâm ngọc đỏ đơn giản, đó là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho nàng. Nương nương, trên đường trân trọng. Tống ma ma khóc tiễn biệt. Thẩm định châu cầm tay nàng. Dưới giường của ta, đè một phong thư, nếu ngươi bị tiêu lan viêm bắt được, liền đưa thư cho hắn, hắn sẽ tha cho ngươi một mạng. Tống ma ma lau nước mắt. Nương nương bảo trọng thân thể, không cần lo lắng nô tỳ, tì, lấy tình cảm bệ hạ đối với ngài, Chắc chắn sẽ tha nô tìm một mạng. Thẩm Định Châu trong nháy mắt thất thần Nàng cùng tiêu lan viêm, bất quá theo nhu cầu mà thôi, nói gì đến tình cảm. Nàng cần hắn tới trợ giúp gia tộc rửa sạch oan khuất, hắn cần nàng tới làm biên ngắm, tra tấn nữ nhân từng phản bội hắn kia, cũng là người trong lòng hắn. Phó Vân Thu Nhưng Trầm Định Châu trong lòng rõ ràng, nàng mỗi tra tấn Phó Vân Thu một lần, tiêu lan viêm ở trên người nàng, phát tiết, sẽ mãnh liệt hơn một chút. Có lẽ hắn hận Phó Vân Thu phản bội, nhưng trong lòng hắn còn có vị trí của nàng, cho nên dung túng thẩm định châu tổn thương nàng, lại thống hận thẩm định châu thật sự tổn thương nàng. Hoặc sớm hoặc muộn, hai người bọn họ cuối cùng sẽ sửa lại tình cũ, thẩm định châu sẽ trở thành chướng mắt cái kia. Tiêu lan viêm tất sẽ vì người mình yêu mà dọn sạch chướng ngại. Húng chi gần đây, nước láng giềng trường lưu nhiếp chính vương đề xuất cầu hôn phó vân thu hy vọng mượn cái này tu sửa tốt hai nước thẩm định châu nhận được tin tức đáng tin cậy nói hắn cố ý để cho nàng thay thế phó vân thu gã đi trường lưu ai bảo nàng cùng phó vân thu lớn lên có ba phần tương tự nhưng nàng không muốn tiếp nhận an bài như vậy nên tối nay phải đi rồi thẩm định châu từ biệt bọn họ xe nước thuận lợi rời khỏi cửa cung dọc theo đường đi nàng cũng không dám nhúc nhích ngay cả hô hấp cũng cẩn thận từng ly từng tí động tỉnh bánh xe nghiện qua phiến đá xanh ong ong rung động nhưng nàng lại chỉ nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm của mình cho đến khi qua cửa thành thứ hai xe nước tăng tốc chạy về bến đò chỉ cần ngồi lên thuyền tiêu lan viêm còn muốn phái người đuổi theo nàng cũng không kịp lúc này thẩm định châu mới dám vén rèm nhìn ra ngoài mưa qua đi bóng đêm huyền nguyệt minh diệt ảm đạm lòng của nàng không ngừng đập thình thịch vừa vui mừng lại sợ hãi. Không khí lạnh lẽo cuối thu theo xoan mũi vào phổi, lại khiến cô ngửi thấy mùi tự do. Nhị ca đang ở Bắc Lương quốc chờ nàng, chờ sau khi cùng hắn hội hợp, nàng biết nữ công, hiểu thư pháp, có thể ở Bắc Lương mở một trang trại theo, hoặc là làm nữ tiên sinh, cũng đủ cho hai huynh mùi sinh hoạt. Dưới ánh trăng, bên bờ bến đò, cỏ lau lả lướt, gió vừa qua, vang lên tiếng ào ào. Thẩm định châu xuống xe nước, đội mũ trùng đầu, đi về phía chiếc thuyền lớn bên bến đò. Chỉ còn hai bước nữa là có thể lên thuyền rồi. Nhưng mà, nàng đang vẻ mặt vui mừng, đã thấy trên thuyền bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cấm quân. Trong cỏ lau sáng đuốc, vẻ mặt thẩm định châu cứng đờ, trơ mắt nhìn, thân ảnh cao lớn quen thuộc kia, vẻ mặt âm u từ trong cabin thuyền đi ra. Là tiêu lan viêm. Sao anh ta lại ở đây? Hắn không phải đi theo phó vân thu sao? sắc mặt thẩm định châu trắng bệch, lui về phía sau một bước. Tiêu Lan Viêm chậm rãi bước xuống thuyền, đôi mắt mỏng màu đen đậm lạnh lẽo sắc bén. Thẩm định châu, ngươi muốn đi đâu? Hắn cười lạnh nghiến răng, dường như hận không thể nuốt sống thẩm định châu vào bụng. Chương 2 Chết, cũng không cho phép rời đi ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hắn ghét nhất là phản bội và phụ lòng. Kết cục của Phó Vân Thu là gì? trong lòng thẩm định châu rõ ràng không không môi thẩm định châu đỏ mộng run rẩy xoay người bỏ chạy trong lòng nàng chỉ có một ý niệm không thể bị tiêu lan viêm bắt được nhưng mà không đợi nàng chạy vài bước tiêu lan viêm đã đuổi theo nắm lấy hông nàng một giây sau trời đất quay cuồng chờ đến khi cô kịp phản ứng đã bị khiêng lên vai anh tiếng giận dữ gần như nghiến răng nghiến lợi của hắn nổ vang bên tai chạy, ngươi còn dám chạy. Thẩm định châu gào khóc gào thét, đá hai chân. Buông tôi ra. Tôi không muốn trở về. Tiêu lan viêm, tôi cầu xin anh, để tôi đi đi, cầu xin anh. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của tiêu lan viêm đè nàng, khiến nàng không thoát được. Hắn mím môi lạnh lùng độ công, ngữ khí càng hung mảnh cường thế. Trẩm đã cảnh cáo ngươi, đừng lừa trẩm. Trầm định châu, lợi dụng trẩm, chơi rất vui sao, ngươi cho rằng đạo thánh chỉ thanh tội cho thẩm gia kia thật sự đưa ra ngoài sao? Cả người thẩm định châu cứng đờ. Cái gì? Ngươi vụng trộm uống canh tránh tử, ngươi nghe được trẫm tiếng bước chân sẽ nhíu mày, ngươi nằm mơ thời điểm, đều muốn thoát khỏi trẫm ngươi cho rằng trẫm thật sự cũng không biết sao. Nhu thuận ngươi có thể giả bộ, thích ngươi cũng có thể giả bộ, nhưng là hoặc là ngươi liền giả bộ cả đời, đừng bị trẫm phát hiện, hoặc là tự nghe trẫm lời nói ngươi còn dám trốn cũng đừng trách trẫm vô tình trẫm sẽ cho người đuổi theo bắt lương đem nhị ca ngươi thiên đao vạn quả ta không muốn trở về không muốn bị ngươi đưa đi trường lưu hòa thân ta không muốn làm phó vân thu cả đời thế thân tiêu lan viêm tức giận gần như trống giận ai nói muốn đưa ngươi hòa thân ngươi lại vì chuyện này mà trốn thật ngu xuẩn theo trẫm trở về đừng nàng khóc không ra hơi bỗng nhiên cảm thấy trái tim nhăn nhèo đau dữ dội đột nhiên thẩm định châu hoa một tiếng nôn ra một ngụm máu đen vết máu ấm áp phun nhiễm sườn mặt tiêu lan viêm thân thể nàng không ngừng phát run đầu ngón tay xanh tím phế phủ như bị lửa thiêu nàng trúng độc chuyện khi nào ai làm thế tiêu lan viêm sao không không phải hắn vậy là ai sắc mặt thẩm định châu trắng bệt, đôi mắt không cam lòng nhìn chầm chầm bến đò. Nàng cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, trong lòng không cam lòng giống như một đoạn lửa, thiêu đốt đến cực hạn. Còn tưởng rằng, cô thật sự có thể đi. Không nghĩ tới, nguyên lai nàng căn bản không thể sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ thiếu chút nữa là có thể lên thuyền đi tìm ca ca rồi. Còn thiếu một chút nữa. Nàng có thể tự do rồi nàng ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm, ngôi sao lấp lánh, cực kỳ giống nàng 15 tuổi sinh nhật năm ấy nguyệt dạ. Nếu như có thể, nàng thà rằng lúc trước không cứu tiêu lan viêm. Trước khi nhắm mắt, Trầm Định Châu nghe thấy tiêu lan viêm hoảng loạn giận dữ hét lên. Trầm Định Châu, ngươi đừng hồng giả chết lại lừa gạt trẫm sống là người của tiêu lan viêm ta, chết rồi, cũng không được rời khỏi ta. Câu nói kế tiếp, cô lại không nghe thấy suy nghĩ rơi vào bóng tối vô tận. Bởi vì trúng độc khiến cho phế phủ thiêu đốt như lửa, phản phất chỉ là rút đi một lát, lại lập tức khó chịu. Thẩm định châu đầu óc nặng nề hết sức, cảm giác ngực có người vuốt ve lung tung, trong lòng bàn tay người nọ thô lệ, dụng lực to lớn, mài nàng đau nhức. Ô ngôn quế ngữ truyền vào trong tai. Ngươi đừng làm hư nàng, lát nữa đưa vào trong doanh, phải để trưởng sứ đại nhân chọn trước. Ta biết, chính là sờ sờ cái này kiều kiều nữ thật sự là tế nộn nếu không phải cả nhà hoạn nạn còn không tới phiên chúng ta loại người này đụng đâu ai chờ trong doanh bọn họ chơi hết rồi đưa đến trong tay chúng ta cũng không biết lần thứ mấy thật sự là khó chịu vậy thì sao sờ là đáng đây chính là nữ nhi thẩm gia đệ nhất tuyệt sắc kinh thành nói như vậy đối với thẩm định châu mà nói là ác mộng năm đó nàng bị bắt đi xung quân kỹ trên đường kia phụ trách hộ tống nàng hai cái giải sai chính là như vậy đối với nàng trên dưới kỳ thủ nàng đến chết cũng không quên được hai người kia ti tiện đói khát ánh mắt sau đó hai người bọn họ thậm chí muốn cởi quần áo của nàng ép thẩm định châu không thể không nhảy xuống xe ngựa tự bảo vệ mình thỉnh thoảng nằm mơ thấy đoạn khuất nhục này đều sẽ kinh ra một thân mồ hôi lạnh thẩm định châu mở to mắt mới biết ác mộng lại tái hiện hai người kia từng có ý đồ dâm loạn nàng quả thật một trái một phải kẹp lấy nàng, ngồi trong xe ngựa lay động về phía trước. Ơ, ờ, nàng tỉnh rồi. Giải sai cười gian nịnh, lộ ra hàm răng vàng vọt. Thẩm định châu hoa dung thất sắc, một khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc trắng bệt vô cùng, cúng quyết ngồi dậy, cò sau thối lui đến chỗ rèm xe. Vì sao lại trở lại thời khắc này? Một gã giải sai đưa tay tới, muốn nắm lấy bả vai của nàng thẩm định châu sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ biết khóc kiều nữ nàng phục hồi tinh thần lại nghiêm mặt giận dữ mắng lấy ra ngươi tiện thủ ba một tiếng vang dội nàng dùng hết toàn lực cho đối phương một cái tác trực tiếp chọc giận người đàn ông giải sai hung tợn túng lấy tóc nàng nếu không phải sợ làm mặt nàng bị thương chỉ sợ nắm đấm đã sớm rơi xuống như mưa hắn thô lỗ nhục mạ đợi lát nữa đưa đến trong doanh cùng thanh lâu kỹ tử không có bất đồng một đêm hầu hạ mười năm có ngươi chịu giải sai bên cạnh nói cho cô ấy một bài học cởi quần áo của cô ấy lát nữa trực tiếp trói lại đưa vào ý kiến hay chúng ta cũng có thể mở rộng tầm mắt hai người lập tức vương tay muốn trực tiếp xé xiêm y thẩm định châu đi thẩm định châu sờ đến một vật sắc bén lạnh như băng trong tay áo là cây trâm ngọc đỏ mẫu thân để lại cho nàng cũng là thứ duy nhất nàng giấu ở trên người lần trước nàng không thể hảo hảo phản kháng lần này nàng không chút do dự tay đưa vào trong tay áo bắt lấy trăm liền hướng gần nhất giải sai con ngươi hung hăng đâm tới trăm vào trăm ra máu tươi văng khắp nơi thẩm định châu liền mạch lưu loát a à, giải sai không có phòng bị che mắt phải chảy máu không ngừng kêu thảm thiết đồng liêu đã bị dọa ngơ ngẩn không nghĩ tới mỹ nhân vốn nũng nịu lại hung tàn như vậy thẩm định châu nhanh chóng bò tới cửa lái xe ngựa phu xe thấy nàng vén rèm vội vàng đưa tay tới ngăn cản nàng muốn chạy thẩm định châu thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nàng còn nhớ rõ lần trước chính mình từ trên xe ngựa này nhảy xuống người phu xe này là từ vị trí nào đưa tay tới ngăn cản vì thế lần này nàng nhẹ nhàng tránh đi trầm định châu bảo vệ đầu của mình trực tiếp từ trên xe ngựa lăn xuống cô ngã xuống phố xá náo nhiệt người đi đường và người bán hàng trong xung quanh phát ra tiếng kinh hô không nhỏ. Xe ngựa két một tiếng cấp bách dừng ở cách đó không xa. Thẩm định châu bất chấp trên người ngã đau tứ phân ngũ liệt, đứng lên, khập khiển chạy về phía trước. Tóc đen như thác nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt ướt ác dính lệ cùng hận, vạt áo hỗn độn, môi không có huyết sắc. Một mỹ nhân kinh thế như vậy, giờ phút này lại thập phần chật vật người đi đường xung quanh đều lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng thẩm định châu cảm thấy mình đã dùng hết toàn lực chạy trốn nhưng nàng vẫn bị hai gã giải sai đuổi theo dễ dàng đè trên mặt đất thân hình mảnh mai đau nhức bàn tay lộ ra cũng đỏ sậm cứu với cô khàn giọng hô to có người qua đường nghi hoặc đứng ra muốn ngăn cản giải sai lại bị hai gã giải sai hung tợn trừng trở về đây là con gái của tội nhân phụ trách áp giải đi quân doanh ai dám ngăn cản nhất thời không ai dám làm chủ cho nàng hai gã giải sai khí lực quá lớn thẩm định châu cơ hồ là bị kéo trở về một khi trở về nàng vạn kiếp bất phục đúng lúc này tiếng chuông xe ngựa từ bên kia đường chạy tới trong mắt thẩm định châu sáng ngời thấy được hy vọng sống sót là xe ngựa của tiêu lan viêm cô giận dữ quay đầu cắn cổ tay giải sai đau đến mức anh nhe răng kêu to lập tức buông lỏng tay Thẩm Định Châu liền nhân cơ hội này chạy trốn, chạy như điên về phía xe của Tiêu Lan Viêm. Tiêu Lan Viêm Tiêu Lan Viêm Chương 3 Đêm đó, là ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nàng không muốn sống mà nhào tới trước xe ngựa. Bị càng xe chạy rất nhanh hung hăng đụng úp sấp trên mặt đất, Thẩm Định Châu lúc ấy liền đứng không dậy nổi, chỉ cảm thấy bụng đau nhức khó nhìn. Mà cận vệ của Tiêu Lan Viêm lái xe, thấy tình cảnh này đột nhiên nắm chặt dây cương vương gia có người đụng vào xe ngựa của chúng ta một bàn tay an nhàn sung sướng vén rèm lộ ra khuôn mặt tuấn lãnh của tiêu lang viêm tầm mắt hắn hạ xuống nhìn thấy thẩm định châu chật vật cho chút bạc để nàng đi tiêu lang viêm lạnh lùng nửa điểm muốn dây dưa cũng không có lúc cận vệ móc bạc hai gã giải sai đã đuổi tới phụ cận bọn họ vội vàng thỉnh an cáo tội nói rõ nguyên do Mùn mắt chó của các ngươi, nếu là tội nhân chi nữ vì sao không nhìn kỹ một chút, để cho nàng va chạm vương gia xe ngựa, còn muốn sống hay không? Hai gã giải sai chỉ có thể cúi đầu không lưng, mồ hôi lạnh đầm địa mà bồi tội. Tỳ chức mang nàng đi ngay. Trầm định châu trong lòng sợ hãi ngút trời, cái loại cảm giác thiếu chút nữa bị lăng nhục này, thổi quét trong lòng, nàng sợ tới mức da đầu tê dại, thấy giải sai tới gần, bức đỏ một đôi mắt hắc nhượng của nàng bóng loáng một tiếng vang nhỏ, nàng lão đảo đứng dậy, rút bội kiếm cận vệ ra. Trầm định châu hai tay cầm kiếm, lưng tự tiêu lan viêm xe ngựa, ngón kiếm giải sai, tiếng nói như chim hoàng oanh rung rẩy, mang theo nóng nảy giận sụp đổ. Cút, cút ngay. Tiêu lan viêm trong xe ngựa, đột nhiên nhướng mày, trong đôi mắt đen dày đặc, hiện lên một đạo ánh sáng. Trầm định châu chịu đựng đau đớn trên người, nói với xe ngựa. Vương gia, cầu ngài cứu tiểu nữ một mạng. Tiêu Lan Viêm ung dung ngồi, ánh mắt đen kịt u lãnh. Thẩm gia bị tình nghi thông đồng với trọng tội, nằm đình lưu đầy, nữ tử làm tỳ, ý chỉ của phụ hoàng truyền đạt, kinh thành đều biết, bản vương vì sao phải cứu ngươi. Thẩm định châu cắn răng. Một năm trước khi vương gia còn ở đất phong, cuối xuân, đêm tuyệt mã tự. Ân này, xin vương gia hôm nay hoàng lại. Cô nghe thấy giọng mình run rẩy, tim đập thình thịch, nặng nề vô cùng tiêu lan viêm dừng lại mặt không chút thay đổi đáy mắt lộ ra chút phức tạp là ngươi thẩm định châu cố hết sức gật đầu một lát trầm mặc qua đi tiêu lan viêm không lưng xuống xe ngựa thân ảnh cao lớn giống như đại thụ che khuất bầu trời khi đứng ở trước mặt thẩm định châu bóng ma của hắn đem nàng đều bao phủ ánh mắt trầm lãnh của anh thu nạp hình dáng cơ thể cô vào đáy mắt đánh giá đi đánh giá lại vương gia, xin ngài hoàn lại ân này. Trầm định châu lại lên tiếng thúc giục, thân thể suy yếu, thở dốc lợi hại. Đôi môi trắng bệch của cô mấp máy, nuốt hai cái, cổ họng khô khốc, giọng nói hiện ra vẻ quyến rũ khác. Ánh mắt tiêu lan viêm càng đen hơn, nghĩ đến đêm đó lúc bịt mắt, bên tai nghe được thanh âm, cũng là như thế uể oải. Cận vệ trách cứ. Lớn mật, dám hiệp ân báo đáp với vương gia. Tiêu lan viêm giơ tay ngăn lại, sau đó hắn cầm tay trầm định châu rung rẩy, làn da mềm mại giống như không xương, bởi vì đụng chạm thân mật như vậy, nàng rung rẩy không thôi. nghe được thanh âm trầm ổn của hắn bên tai nói, bỏ kiếm xuống, ngươi không biết dùng, ngược lại còn tổn thương bản thân. thẩm định châu không chịu, ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mất đi huyết sắc kia, trắng bệch dịu dàng, nàng truy hỏi, vương gia đáp ứng sao? tiêu lan viêm hạ thấp đôi mắt lạnh lùng mới nói. Đồng ý. Hắn đưa tay nhẹ nhàng cởi ra, trầm định châu tự nhiên buông tay, trường kiếm vững vàng rơi vào trong tay hắn, dây tiếp theo, hắn xoay cổ tay, kiếm phong ngược lại đặt ngang cổ nàng. Cảm giác đau đớn rất nhỏ truyền đến, thẩm định châu mảnh mai, phát ra một tiếng tưng dồn dập, trong tròng mắt đen bắn ra nước mắt cùng hoảng sợ. Nàng cũng biết, không nên dễ tin tiêu lan viêm như thế, hắn từng nói qua, trên đời này người có thể uy hiếp hắn còn chưa ra đời. Thẩm định châu dãy dù muốn chạy trốn, lại bị tiêu lan viêm trở tay cầm ở trong khuỷu tay. Không đợi nàng nói, tiêu lan viêm đã nói với hai tên giải sai. Tội nữ này, bổn vương tự mình xử lý. Dứt lời, trầm định châu cảm thấy đầu vai bị một bàn tay to bao phủ, ngay sau đó một trận thiên địa treo ngược, nàng bị tiêu lan viêm ném vào trong xe ngựa. Giải sai trận mắt há hốc mồm, xe ngựa tầm thường rời đi. Trong xe ngựa, tiêu lan viêm bắt lấy cổ tay trầm định châu, mạnh mẽ kéo nàng lên, đang muốn hỏi, đã thấy mỹ nhân ảm đạm nhắm chặt hai mắt, đã ngất đi. Sim y của nàng nhiều chỗ tổn hại, cánh tay cùng mắt cá chân lộ ra đều có trầy da, cổ non mịn vừa rồi mũi kiếm đụng một chút, cũng cắt ra một đạo ân sắc nhật nhạt, hai giọt huyết lộ đỏ tươi thập phần bắt mắt. Tiêu lan viêm lạnh lùng liếc mắt, xì một tiếng. Quả thật là yếu ớt. Thẩm định châu mơ thấy những gì đã trải qua đêm đó ở chùa tuyệt mã. Nàng vốn đi thương châu ngu thành thăm gì, nghe nói cuối xuân ngoại ô còn có lục mai mở ra, lại nũng nịu muốn đi xem, vì cưng chiều tính tình của nàng, phái vài tên hộ vệ cùng nha hoàng đi theo. Nào nghĩ đến vận đạo không tốt, gặp phải sơn phỉ chạy trốn, thiếu chút nữa bị bắt đi, trầm định châu cùng hộ vệ cùng nha hoàng bị ép tách ra, hoảng hốt chạy bừa tới một chỗ trong chùa. Chùa tuyệt mã, nằm ở thâm sơn, bởi vì cách nơi nghỉ chân kế tiếp đường xá xa xôi thường khiến du khách chạy chết ngựa cho nên đặt tên là chùa tuyệt mã nàng không có chỗ nào để đi tăng nhân chùa miếu hảo tâm thu lưu cho nàng một gian thiền phòng sạch sẽ thẩm định châu vốn định đợi đến sáng sớm ngày mai mời tăng nhân xuống núi tìm người nhà tới đón nàng ai ngờ nửa đêm lại có một gã hộ vệ đột nhiên xông vào bắt lấy nàng ném lên giường trong phòng bên cạnh thẩm định châu còn chưa kịp phản ứng tay liền chạm vào thân thể nóng bỏng, lập tức bị điện giật lùi về, hoảng sợ nhìn về một bên, mới nhìn thấy bên người còn nằm một nam tử thân hình cao lớn. Vai rộng eo hẹp, cơ bắp to lớn, nhưng tự hồ bệnh lợi hại, thở dốc dồn dập, trước mắt phủ vải, quần áo trên người bị cởi đến chỉ còn một cái quần. Thẩm định châu vẫn là nữ tử chưa ra khỏi khuê cát, sợ tới mức vội vàng muốn nhảy xuống giường, lại bị hắn vô lực ngăn cản một chút. Thanh âm tiêu lan viêm khàn khàn, tự hồ nhẫn nại thống khổ. Giúp ta, trọng thưởng, nếu không, ngươi không có khả năng sống sót đi ra ngoài. Sau đó, nàng bị ép giúp hắn ba lần, cho đến khi cánh tay nàng thoát lực, hắn mới dịu đi một chút. Tiêu Lan Viêm hỏi tên của nàng, Trầm Định Châu chỉ làm người câm, sắc mặt trắng bệt khó xử, không ngừng lau tay, hết sức ghét bỏ, Tiêu Lan Viêm nghe thấy động tĩnh, không lên tiếng nữa. Đợi đến khi thị vệ mở cửa, trầm định châu như mũi tên rời cung vọt ra ngoài, ở trong bảo điện đại hùng giấu đến khi trời sáng, mới bị người trong nhà phái tới tìm trở về, nàng xấu hổ mang theo người đi tính sổ, mà khi đó, trong thiền phòng đã trống không. Sau khi hồi kinh, hoàng thượng vì ninh vương từ đất phong trở về tổ chức cung yến, trầm định châu mới lại nhìn thấy hắn, lúc này sắc mặt trắng bệt. Sau lần đó, chuyện này liền thối nát trong lòng nàng, là bí mật dự định mang vào trong quan tài thậm chí sau đó cô đi theo tiêu lan viêm cũng không nhắc tới chuyện này với anh cô cảm thấy mất mặt đáng xấu hổ chỉ là cả đời này vì mạng sống rốt cuộc vẫn chủ động thừa nhận hai lan trung ninh vương phủ lúc bắt mạch cho thẩm định châu run lẩy bẩy tuyệt sắc nữ tử trên giường nhắm hai mắt lại ngủ không an ổn trong mộng còn chảy xuống hai đạo nước mắt tướng mạo như mẫu đơn trắng dính mưa yếu ớt mà dễ vỡ cô một hồi khóc một hồi mắng đa số thời điểm khóc mắng. Đau. Lúc nàng nói lời này, Ninh Vương Tiêu Lan Viêm đang chắp tay, đứng ở dưới cửa sổ bên cạnh. Hắn hăng hái giạc vào tưới hoa, phản phất như không nghe thấy, ngược lại làm cho hai lan trung xem bệnh sợ không nhẹ. Cuối cùng, bọn họ chắp tay hồi bẩm. Vương gia, vị cô nương này phần lớn là bị thương ngoài da, không có bị thương ở chỗ yếu hại. Tiêu Lan Viêm không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt dặn dò gọi y nữ vào bôi thuốc cho nàng các ngươi kê đơn thuốc đi vâng hai người lui ra cận vệ trần hành của tiêu lang viêm đi vào vương gia ra được rồi chương 4 nhân tình này nàng muốn bạn đang nghe tại truyện chấm audio năm ngoái thẩm định châu quả thật đã đến thương châu thăm họ hàng vì cô ấy là phu nhân của tuần phủ thương châu triệu thọ vọng khoảng thời gian cuối xuân cô ấy vẫn ở triệu gia Tiêu Lan Viêm bình tĩnh lắng nghe. Nếu như hắn nhớ không lầm, đám huyền giáp quân vốn đã biến mất của tiên đế cũng xuất hiện ở phụ cận tuyệt mã tự vào lúc đó, nghe nói là tìm người, sau đó lại rơi xuống vô tung. Tiêu Lan Viêm mắt mỏng nhìn trầm định châu trên giường, ánh mắt như vậy, như mảnh thú trong rừng tối nhìn chầm chầm người đi đường mang theo lành lành đánh giá. Thẩm Định Châu ngủ thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, mới bị một trận mưa gió cuồng phong cuối thu đánh thức nàng cảm thấy trên người đau nhức dữ dội, trong miệng suy yếu kêu. Tổng ma ma, tổng ma ma. Không ai trả lời. Thẩm định châu trợn tròn mắt nhìn chung quanh, màn giường cùng bài trí, đều rất xa lạ. Nàng một hồi giật mình, lúc này mới hiểu được, chính mình cũng không phải là gặp ác mộng, mà là thật lại một lần nữa trở lại cái kia khuất nhục thời khắc, sống lại một lần. Nếu thật sự là như vậy, nàng đánh về phía tiêu lan viêm lúc lựa chọn, Liền không có làm sai, lúc ấy tình huống kia, chỉ có tiêu lan viêm có thể cứu nàng. Kiếp trước, nàng vì lưu lại, khúc ý xu nịnh, nịnh nọt lấy lòng. Cả đời này, nàng tuyệt không dẫm vào vết xe đổ. Thẩm định châu bỗng nhiên nhớ tới, chuyện xảy ra ở kiếp trước lúc này. Phó Vân Thu vừa đính hôn với Thái tử, nếu như nàng nhớ không lầm, lúc này Thái tử bởi vì bị tình nghi tham ô thủy vận, bị hoàng đế lạnh nhạt, thế lực thất vọng bởi vậy phó vân thu ở trong tiệc sinh nhật hoàng hậu lén tìm được tiêu lan viêm hai người một mình ở chung mật thiết không biết trao đổi cái gì nhưng bị cung nữ hoàng hậu nhìn thấy sau đó lén báo cho hoàng đế hoàng đế liền cho rằng án tham ô thủy vận của thái tử là bị tiêu lan viêm hãm hại tiến tới xử phạt hắn thẩm định châu nhớ rõ sau chuyện đó nàng đi theo tiêu lan viêm trải qua nửa năm không có tư vị gì hắn cơ hồ không bận rộn nửa năm kia ngoại trừ ở trong vương phủ lấy nàng dết thời gian cũng không vui không giận đối với phó vân thu liên lụy hắn càng là một chút oán hận cũng không có nghĩ đến đây thẩm định châu bỗng nhiên có chủ ý nàng nhìn trong phòng càng lộ ra đã là cuối giờ tị cách sinh yến của hoàng hậu không đến hai canh giờ tiêu lan viêm đã tiến cung thẩm định châu bước chân vừa chuyển thẳng đến tay sương viện nơi mọi người ở vương phủ đối với nàng mà nói không tính là xa lạ đoạn đường này đi qua, gia đình đều cầm ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến thẩm định châu vào một gian sân. tiểu thái giám quét rác ở cửa nhất thời ra tay ngăn cản. ngươi là người phương nào? trầm định châu sắc mặt còn có chút tái nhợt, chưa thoa xong cánh môi không có huyết sắc, nhưng một đôi mắt nước lại đen kịt như sao. từ công công, ngữ khí nàng bình tĩnh vững vàng, ánh mắt hướng phía sau tiểu thái giám, trong khe cửa mở, thân ảnh trên ghế nằm, ta có tin tức của ngân đồng một câu kinh khởi ngàn tầng sóng. Bên trong truyền đến dồn dập tiếng bước chân, cánh cửa bị người đột nhiên kéo ra, ghế nằm còn đang từ từ lắc lư, tên kia hơn 40 thái giám, đã bước nhanh đi tới thẩm định châu trước mặt, cầm một đôi nham hiểm bất an con mắt đánh giá nàng. Hắn là từ thọ, thái giám bên người tiêu lan viêm, đối với tiêu lan viêm vốn trung thành không hai, là một người cực kỳ thông minh chu toàn. Kiếp trước lúc này, bởi vì hắn bị nhiễm phong hàn tiêu lan viêm ân chuẩn hắn ở trong phủ nghỉ ngơi cho nên từ thọ mới không đi theo đến tiệc sinh nhật hoàng hậu cũng bởi vì từ thọ không ở đây người bên cạnh tiêu lan viêm sơ sẩy sơ suất mới làm cho người ta có cơ hội lợi dụng từ thọ ánh mắt độc ác nhìn nàng một cái liền cười lạnh thẩm gia tội nữ tin vỉa hè nói một chút phong thanh liền muốn đến trước mặt chúng ta bán xảo nhi trầm định châu lông mi dài tim một đôi đồng hoàng đen nhánh như mực lúc này hàm chứa một chút trấn định tự nhiên có phải hay không công công phái người đi ngõ bình an nhìn thoáng qua không phải sẽ biết sao vợ cả của ngươi mang theo con trai ngân đồng từ quê nhà xương châu một đường phong trần tôi tớ tìm tới đã đặt chân ở đó ba ngày nhưng bởi vì hai lượng bạc bị ở nhà khó xử công công nếu không kịp thời chạy tới mẫu tử bọn họ sẽ gặp nguy hiểm cuộc đời này không có duyên gặp lại ngươi ngữ khí của nàng chắc chắn chi tiết tường tận từ thọ nhíu mày hồ nghi đánh giá. Thẩm định châu mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp, bởi vì ống yếu mà có vẻ thanh lệ lại u lãnh. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, từ thọ vội vàng đi ra ngoài phân phó hạ lệnh. Gió lạnh cuối thu thổi tới, xiêm y của thẩm định châu đơn bạc, nàng kìm lòng không đậu mà run rẩy, đôi mày to ngưng lãnh khẽ nhíu. Từ thọ năm xưa là một gã thị vệ trong cung, sau đó hộ chủ bị thương, mới không thể không làm thái giám. Kiếp trước, vợ con từ thọ tìm đến kinh thành lại bị ở nhà làm khó dễ người của thái tử trùng hợp xuất hiện giải vây vì thế sau đó từ thọ âm thầm đầu nhập vào thái tử làm nội ứng ở lại bên cạnh tiêu lan viêm thẩm định châu đến bây giờ còn nhớ rõ khi tiêu lan viêm tra ra chân tướng thống hận và thất vọng đối với từ thọ từ thọ ước chừng bị đánh sáu trăm roi mới đỏ mắt tuyệt vọng chết đi lúc này đây thẩm định châu muốn đem nhân tình này cho mình dùng một lát sau, Tiểu Thái giám bên cạnh Từ Thọ trở về, thấp giọng nói vài câu bên tai hắn. Ánh mắt Từ Thọ trở nên lấp lánh sâu thẳm, ngữ khí uy trầm. "Ngươi muốn cái gì?" Hắn biết Thẩm Định Châu sẽ không vô duyên vô cớ nói cho hắn biết những chuyện này. "Ta muốn lệnh bài của công công, cho ta một cái áo choàng trùng đầu, ta muốn vào cung tìm Vương gia." Bị ngươi phát hiện hắn đem tội thần sau đưa vào cung, vậy cũng đừng nghĩ sống từ công công cũng có thể không đáp ứng, chỉ là đêm nay vương gia sẽ gặp nguy hiểm, công công cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đôi mắt đẹp kia của Trầm Định Châu, không chớp mắt nhìn chầm chầm hắn. Từ thọ giận dữ, cảm thấy nàng đang bị chuyện. Nhưng nghĩ đến nàng lại biết được tung tích vợ con mình, lại cảm thấy không đơn giản. Trầm mặt ngắn mũi qua đi, từ thọ đem lệnh bại ném tới. Chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa, một bộ sim y nha hoàng khác phủ, ngươi tự mình đi làm. Hắn phân phó đồ đệ. Thẩm định châu ngồi xe ngựa, thẳng đến hoàng cung. Huy hiệu xe chính là ký hiệu của Ninh Vương Phủ, thủ vệ hoàn thành đặt câu hỏi bình thường. Lái xe tiểu thái dám nói. Vương gia quên mang y bào, sắc trời rét lạnh, nô đưa tới. Sau đó thủ vệ liền thả xe ngựa đi vào, thậm chí không có vén rèm xem xét. Thẩm định châu đến khoảng cách, xác nhận rời khỏi thân chính cung đạo, mới dám chọn rèm nhìn ra ngoài, kiếp trước đêm đó, nàng liều mạng chạy ra ngoài, hiện tại lại nghĩ hết biện pháp tiến cung đến, ngẫm lại thật đúng là thổn thức. Nàng nhẹ nhàng thở dài, dư quan thoáng nhìn đài trích tinh cao ngất xa xa, là nơi ngắm cảnh trong cung. Mới nhớ lại, nàng thích ngắm sao, có một đêm nàng và tiêu lan viêm say rượu trên trích tinh đài, sau đó bọn họ đối diện với nguyệt dạ tinh thần. Đêm đó tiêu lan viêm vô cùng ôn nhu. Thẩm định châu liệu mạng lắc đầu, đem hồi ức đáng xấu hổ như vậy quăng ra ngoài. Làm lại một đời, nàng không cần lại làm trên giường lấy lòng tiêu lan viêm nữ nhân, mà muốn dùng nàng sống hai đời ưu thế, đem lưu đầy biên cương cha mẹ cùng ca ca cứu trở về. Xe ngựa dừng hẳn, tiểu thái giám chỉ dám đưa đến cửa tây ngự hoa viên. Con đường phía trước cô nương chỉ có thể tự mình đi. Chương 5 Thân mật, giết người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thẩm Định Châu nói cảm ơn, cầm khăn tay trong quần áo vây quanh mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp trong suốt như tuyết, khoác khăn lụa lên cánh tay, liền trực tiếp xuống xe ngựa. Nàng thuận thế cúi đầu nhìn sim y của mình, cũng không biết từ thọ cho phủ đệ nào, tóm lại khẳng định không phải Ninh Vương Phủ, một khi nàng bị người bắt được, cũng sẽ không liên lụy đến tiêu lan viêm. Tiệc sinh nhật của Hoàng hậu được tổ chức ở Giao Thái Điện bên cạnh Ngự Hoa Viên, trước tiệc, Tân khách hoàng hậu ân chuẩn đến tham yến ở Ngự Hoa Viên Du Ngoạn ngắm cảnh, được mọi người coi là thiên ân ưu đãi. Thẩm Định Châu cúi đầu đi vào, đã nghe được trong hoa viên tiếng cười náo nhiệt, bóng người yếu điệu, khắp nơi cảnh trí bốn phía đều có tân khách trò chuyện thật vui. Để tránh người quen, Thẩm Định Châu đi đường nhỏ, xuyên qua một ngọn núi giả trong Ngự Hoa Viên, cô phải tìm một nơi thích hợp quan sát vị trí của Tiêu Lan Viên. Vừa ra khỏi giả sơn, phía sau bên phải đi tới một nhóm người nàng vội vàng lui về giả sơn ẩn núp thân hình. Mấy vương gia làm bạn, ăn nói rất vui vẻ, mỗi người quần áo hoa lệ, khí chất phi phàm. Nhìn thấy mấy gương mặt quen mắt, thẩm định châu lại rụt người về phía sau. Các vương gia đang nói đến chuyện thẩm gia. Chỉ tiếc trầm định châu kia đẳng tuyệt sắc, ta nghe nói nàng bị sung làm quân kỹ, bản an bài người đi cứu nàng, ai ngờ lại không có thu hoạch, mỹ nhân cứ như vậy tung tích vô tung nói chuyện chính là tuyên vương tại hoàng đế nhi tử trung đứng hàng thứ hai tiêu lan viêm là lão ngũ tuyên vương háo sắc vô năng mọi người đều biết có người cười nhị ca phủ trung mỹ thiếp vô số như thế nào còn nhớ thương một cái tội thần con gái tuyên vương giải thích theo luật pháp tấn triều chúng ta phàm là nữ tử sung vào quân doanh nếu có lương gia nguyện ý chuộc thân cho nàng đều có thể thoát tội vốn định đón nàng vào phủ làm diễm thiếp chỉ tiết a, à, Trầm Định Châu không có phúc, không gặp được bản vương. Mọi người cười vang đi xa. Đợi bọn họ rời đi, Trầm Định Châu dưới khăn mặt phù dung tức giận đến trắng bệch, mắng ra một câu. Dâm côn đoạn mệnh. Kiếp trước, tuyên vương tuổi thọ không dài, thật sự là đáng đời. Lúc này ít người, Thẩm Định Châu quen đường cũ đi tới bên hồ Thái Dịch, mượn tầng tầng rừng hạnh dày đặc che giấu thân ảnh, nước thượng phong đến, đông lạnh đến đầu ngón tay người phát lạnh trách không được tân khách không muốn tới nơi này. Nàng nhìn về phía trước, trước bóng cây loan lỗ, lại thấy bóng dáng tiêu lan viêm, đã ở nơi đó, mà trước mặt hắn, đứng một nữ tử áo mây mặc áo khoác màu xanh sẫm, nữ tử cúi đầu gạt lệ, lặng lẽ khóc nức nở. Là Phó Vân Thu. Thẩm định châu liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng đến chậm nửa bước, hai người bọn họ vẫn là thấy mặt trên. Phó Vân Thu khóc đến lê hoa đái vũ, không biết đang nói cái gì, tiêu lan viêm nhìn nàng trên mặt không có biểu tình dư thừa gì có vẻ có chút không yên lòng càng nguy hiểm hơn là trầm định châu nhìn thấy phía sau trấn hồ thạch xa xa một cung nữ đang thò đầu ra nhìn về phía tiêu lan viêm và phó vân thu nguy rồi là đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu vương gia trầm định châu không biết lấy dũng khí ở đâu ra hướng tiêu lan viêm hô một tiếng tiêu lan viêm cùng phó vân thu đồng thời xem ra Trầm Định Châu chỉ chỉ vị trí trấn hồ thạch, đại cung nữ kia thấy bị người phát hiện, lập tức xoay người muốn chạy về giao thái điện. Trầm Định Châu bất chấp rất nhiều, sách váy liền đuổi theo, nàng phải ngăn cản chuyện này, mới có tư cách nói điều kiện với tiêu lan viêm. Sắc mặt Phó Vân Thu đã trắng bệch, Ánh mắt nàng lo sợ bất an, tỷ nữ vừa rồi, là thẩm định châu sao? Tiêu lan viêm trong mắt như sương mù, chỉ có thâm trầm nói. Ngươi về Thái Điện trước đi. Sau đó, liền vội vàng chạy tới phương hướng Thẩm Định Châu. Mà Trầm Định Châu đã đuổi theo cung nữ, nàng dưới tình thế cấp bách, trực tiếp từ phía sau đem đánh ngã. Cùng ngã trên mặt đất cảm giác đau đớn, để Thẩm Định Châu đau đến hô nhẹ một tiếng, cái kia cung nữ vậy mà lập tức hô to lên. "Người đâu a, à, giết người." Thẩm Định Châu thấy nàng sợ hãi kêu lên không ngừng, một đôi mắt đẹp nổi lên sắc mặt lạnh lùng tàn nhẫn, nàng nhặt tảng đá trên mặt đất lên, phanh một cái đập trúng trán cung nữ. Tiếng kêu cứu thảm thiết của cung nữ im bạc, thoáng chốc ngất đi, trên trán dần dần uống lượng ra một dòng máu tươi nồng. Thẩm định châu nhìn thấy có thân ảnh đi tới, lập tức như con mèo quét ngang ánh mắt cảnh giác. May mắn, người tới là tiêu lan viêm. Nàng vỗ váy đứng lên, đầu ngón tay còn có một tia run rẩy, nhưng thanh âm đã sớm tứ bình bát ổn. Trích tinh lâu ở gần đây, cung nhân đều bận rộn trong giao thái điện, chúng ta trước tiên đưa nàng đến trích tinh lâu, sau bữa tiệc sẽ tính toán. Tiêu Lan Viêm bất động, nhìn thoáng qua đại cung nữ trên mặt đất đã ngất đi. Vì sao phải giúp ta? Hắn hỏi. Thẩm Định Châu không nghĩ tới hắn giờ phút này còn có như vậy, thẩm vấn, nhàn hạ thoải mái. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra bình tĩnh. Bởi vì ta cần vương gia giúp ta rửa sạch tội danh, vương gia rất nhanh cũng sẽ phát hiện, ngài cũng cần ta tiêu lan viêm không trả lời chỉ nhướng mày ý vị sâu xa mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thẩm định châu liền cảm thấy không có chuyện gì tốt quả nhiên giây tiếp theo anh đi về phía cô cầm tay cô giữ cô trong lòng trầm định châu sau lưng chống vào ngực của hắn kiếp trước hai người cũng thường như vậy thân mật ở chung bất quá đó đều là trước kia lúc này nàng cực không thích ứng mà giật giật đột nhiên tiêu lan viêm đem một thanh chủy thủ dao ở trong lòng bàn tay nàng, sau đó, nằm ngón tay thon dài nắm chặt, hắn ấn tay nàng, khiến cho nàng ngồi xổm xuống, đem mũi đau nhắm ngay vị trí ngực cung nữ. Môi mỏng của anh, cách bên tai cô rất gần, thanh âm vừa mờ mịt vô tình như mây chân trời, lại tựa hồ sương khói mờ áo mập mờ. Muốn làm người của bổn vương, chỉ dựa vào thông minh là không đủ, còn phải có can đảm. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nắm tay trầm định châu, trực tiếp đem chủy thủ kia đâm vào trái tim cung nữ. Cung nữ chỉ kịch liệt trung rẩy hai cái liền hoàn toàn chết đi, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi uống lượng, nhiễm bẩn vạt vấy thẩm định châu, nàng nháy mắt tái nhật khuôn mặt, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy theo. Tiêu Lan Viêm không có biểu tình dư thừa, hắn chỉ nhìn thoáng qua phản ứng của Trầm Định Châu, khẽ cười. Sau này đi theo bổn vương, ngươi còn phải học rất nhiều thứ. Dứt lời, hắn nghiêng đầu hô một tiếng. Thành Đình một bóng tối từ trên trời rơi xuống, quỳ xuống chắp tay. Vương gia. Xử lý cung nữ này đi. Ám vệ kéo cung nữ động tĩnh, ở trên bãi cỏ phát ra tiếng vang xào xạc, chỉ chốc lát, thành định lưng đeo thi thể cung nữ, mấy bước lướt liền biến mất ở trong rừng hạnh. Một trận gió lạnh thổi tới, thẩm định châu mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng. Kiếp trước, nàng trong cung có một cái cung nữ ý đồ bò long sàng, Tiêu Lan Viêm cũng từng bức bách nàng tự tay giết cung nữ. Nhưng Thẩm Định Châu khóc nói sợ hãi, hắn một bên mắng chửi nàng không có tiền đồ, một bên giờ kiếm đâm chết cung nữ cầu xin tha thứ. Sau đó, hắn ném nàng lên giường, cười khẽ nói chỉ có nàng mới có thể bò lên giường rồng của hắn. Thẩm Định Châu biết, hắn nhìn như dung túng sủng ái chính mình, kỳ thực tuyệt không cho phép nàng vượt qua điểm mấu chốt của hắn, mà điểm mấu chốt của hắn chính là Phó Vân Thu. Cho nên, tiêu lan viêm nhất định là sợ cung nữ sẽ đem sự tình tuyên dương ra ngoài đối với phó vân thu sắp trở thành thái tử phi bất lợi mới nhẫn tâm diệt khẩu như thế nàng phục hồi tinh thần trong lúc vô tình ngước mắt lại thấy bờ bên kia hồ thái dịch có một đám người đang muốn đi qua cầu đỏ tới là đám người tuyên vương kia bọn họ hiển nhiên đã nhìn thấy tiêu lan viêm và nàng vương gia có người tới trầm định châu nói thanh âm quyến rũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, như là hạ quyết tâm gì đó. Không đợi tiêu lan viêm lên tiếng, nàng vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống đất. Hai người song song ngã xuống, hắn cứng rắn lồng ngực mãnh liệt mà bóp nàng một cái, đau đến thẩm định châu lập tức hai tròng mắt hiện ra nước mắt. Thẩm định châu cau mày, giọng điệu rất thấp, tự dưng hiện ra vài phần mập mờ và oán giận. Vương gia, ngươi tự mình chống đỡ một chút. Trong mắt tiêu lan viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn thẩm định châu, có chút ý vị sâu xa. Hắn rốt cuộc vẫn là hai cánh tay chống ở hai bên, không có đem trọng lượng toàn thân đè qua. Thẩm định châu vương cánh tay ngó sen trắng nõn mềm mại, ông cổ hắn, trong nháy mắt ngắn ngủi, tiêu lan viêm đã biết nàng muốn làm cái gì, cho nên phối hợp đưa tay ông eo nàng. Động tác hai người giao nhau thật là kiều diễm mập mờ. Đám người tuyên vương đi tới phụ cận, liền không khỏi ngừng lại, bọn họ phát ra một trận tiếng cười chế giễu. Ngũ đệ luôn luôn không bị nữ nhân động tâm, sao lúc này lại háo sắc như vậy? Ngũ ca, đây là ngươi không đúng, hôm nay là thọ yến của mẫu hậu, sao có thể không tuân thủ quy củ như thế, ở chỗ này trọng ngọc trọng hương. À, cô ấy chảy máu rồi, anh ngủ, anh thật không thương người đẹp. Mấy vương gia một lời một câu, nói hết lời trào phúng. Thẩm định châu nghiêng đầu, không để cho bọn họ nhìn thấy dung nhan của mình, nhưng cái cổ mịn mạng lộ ra, cùng một đôi cánh tay ngó sen trắng nõn kia, lại phối hợp với lông khâu căn phòng lộ ra từ ngực, sớm đã làm cho người ta miên man bất định. Tuyên vương tiến lên hai bước. Đây là tỷ nữ nhà ai? Chương 6 Nhà ai mỹ nhân? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn quần áo, không phải cung nữ, càng giống quý phủ của người nào. Tiêu Lan Viêm cầm lấy cổ tay trắng nõn tinh tế của Trầm Định Châu, hắn nâng đôi mắt dài dục mãn hát uyên lên, như cười như không. Thế nào, nhị ca cũng muốn kiến thức một chút bản lĩnh của yêu tinh này. Tuyên vương dừng bước, vội vàng xua tay. Đâu có đâu có, ta chỉ muốn biết nàng là tỳ nữ nhà ai, giúp ngủ đệ ngươi cầu xin. Có người cười nói. Nhiều năm như vậy, trong phòng ngủ ca vẫn không có một mỹ thiếp tri kỷ hầu hạ. Nhà hoàng này còn không mau nói ngươi là người nhà ai, để cho chúng ta thay ngươi làm chủ, cậu đến trước mặt mẫu hậu, ban thưởng ngươi cho ngũ ca. Dưới sự ồn ào của mọi người, tiêu lan viêm lại có hai phần hăng hái, cục mắt nhìn trầm định châu. Người bên ngoài không nhìn thấy địa phương, hắn lại có thể nhìn thấy, trầm định châu một đôi hắc mang đôi mắt đẹp, giờ phút này rốt cục điểm nhiễm một mảnh nhàn nhạt bối rối. Nàng khi thì lợi hại như một con mèo nhỏ hung thái lộ ra, khi thì cùng mình móng vuốt, giống như bây giờ, bất lực ôm hắn, một bộ dáng muốn giấu ở trong lòng hắn tuyên vương bọn họ không chịu buông tha, nhất định phải biết đây là nha hoàng nhà ai, dám cùng ninh vương ban ngày ban mặt làm chuyện cẩu thả kia. Ngay khi tiêu lan viêm muốn nói, trong đám người truyền đến một thanh âm trầm ổn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đây là tỷ nữ mạc tướng mang đến. Nghe thấy tiếng này, cả người thẩm định châu rung lên, tiêu lan viêm phát hiện biến hóa của nàng, không khỏi cục mắt nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng cắn chặt môi đỏ mộng, hiển nhiên là quen biết đối phương tiếng cười đùa của đám người không thấy, thay vào đó là trầm mặt. Thiếu tướng quân Chu Lục Ly trong phủ trấn bắt tướng quân mang theo tôi tới chậm rãi đi ra. Chu gia kiến công lập nghiệp, trấn bắt tướng quân tay cầm trọng binh, ở biên cương một đời rất có uy vọng, Chu Lục Ly năm nay gần 20, cũng đã theo phụ thân xuất chinh ba lần, hoàng thượng thật là nể trọng. Chu thiếu tướng quân, đây thật sự là tỳ nữ trong phủ của ngươi. Tuyên vương truy vấn. Một giây sau, đại nha hoàng phía sau chu lục ly đi ra y phục trên người nàng cùng sim y tỳ nữ trong lòng tiêu lan viêm giống nhau như đúc chu lục ly hơi chắp tay thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt tỳ nữ này đã ái mộ ninh vương điện hạ nếu điện hạ không chê hôm nay có thể mang nàng đi quý phủ ta tuyệt đối không hỏi nhiều chỉ là hắn chuyển lời nếu điện hạ không thích liền để cho nàng trở về đi thẩm định châu dãy dụ một chút tiêu lan viêm đặt nàng vào trong ngực từ trên mặt đất kéo lên không đợi mọi người nhìn kỹ hắn đã cởi y bào rộng rãi ra bao đầu đem trầm định châu bao lấy bổn vương rất thích nha hoàng này muốn thiếu tướng quân bỏ đi những thứ yêu thích chưa nói tới bỏ thứ yêu thích vương gia thích là tốt rồi tiệc mừng thọ hoàng hậu nương nương sắp bắt đầu mạc tướng cáo lui trước chu lục ly mặt không đổi sắc khẽ cười nhạt bỏ qua mấy vương gia cũng tự cảm thấy mất mặt kết bạn tản đi Duy chỉ có tuyên vương, trước khi đi, đôi mắt kia nheo lại, ở thẩm định châu lộ ra nửa đoạn yểu điệu thân hình thượng, qua lại nhìn lại. Hay cho một mỹ nhân, chỉ nhìn thân thể đã cảm thấy ngọc cốt tiêu hồn, trách không được ninh vương cũng kiệm lòng không đậu. Bọn họ đi rồi, thẩm định châu sóc áo bào che mặt lên, nhìn về phía chu lục ly đã đi xa. Tiêu lan viêm nhướng mày cười nhạo. Còn xem, có muốn đi tiễn hắn không? Thẩm định châu thu hồi ánh mắt, khép lại sim y, vương gia nói đùa. Nàng nghi hoặc chính là, bộ quần áo trên người này, là từ thọ tiền, nhưng vương phủ làm sao có thể có sim y của nha hoàng phủ trấn bắt tướng quân. Đúng lúc này, loan giá của hoàng hậu dừng ở bên ngoài giao thái điện. Đôi mắt tiêu lan viêm trầm xuống, nắm lấy bả vai trầm định châu, đẩy nàng cho ám vệ thành đình. Đưa nàng về phủ trước. Sau đó, hắn liền chạy tới giao thái điện. Trầm Định Châu theo Thành Định trở lại vương phủ, nàng tạm thời được đưa đến phòng tiêu lan viêm. Trong phòng tất cả bài trí đều đơn giản, trên tường treo một thanh bảo kiếm chưa khai phong, giống như tiêu lan viêm, lạnh như băng. Vừa rồi ở hạnh tử lâm trải qua gió, lúc này thần kinh không căng thẳng như vậy, thẩm định châu liền cảm thấy đau đầu. Nàng đóng cửa sổ lại, nằm xuống trên chiếc giường thấp bọc một tấm thảm mỏng. Trong lúc hôn mê, trong lòng nàng tính toán cha mẹ huynh trưởng đại tẩu bọn họ đều ở mạc bắc lập tức sẽ xảy ra chuyện kiếp trước vào thời điểm này thẩm gia vừa mới bị tội lưu đầy nhưng mà hoàng đế cũng không có cứ như vậy buông tha bọn họ ngược lại là phái người đi mạc bắc âm thầm nhìn chăm chăm bọn họ hoàng đế nghi ngờ phụ thân nàng thông đồng phản quốc liền muốn nhìn xem bọn họ còn có thể lộ ra dấu vết gì hay không nhưng mà tên tuần tra quan trịnh đạt mà hoàng đế phái đi kia là con riêng của thủ lĩnh Mã Thượng Thư mà phụ thân Thẩm Định Châu đã chết, bọn họ đi mạc bắc, bị đặt vô số chứng cứ giả dối. Tin tức truyền về Kinh Thành, Hoàng đế lại một lần nữa Long Đình tức giận, vì thế hạ lệnh chém đầu, cha mẹ huynh trưởng cùng A Tẩu của nàng, chưa đợi được ngày trong sạch, đã lần lượt mất mạng. Mà khi Thẩm Định Châu biết, khóc đến ngất xỉu, người của Tiêu Lan Viêm đi mạc bắc, chỉ mang về một chiếc khăn nhúng máu, là của mẹ nàng, mà sau này nàng mới biết, khi đại tẩu chết, trong bụng đã có thai nhi sáu tháng nghĩ đến kiếp trước đau đớn thê thảm thẩm định châu hốc mắt phát chu đỏ bừng nàng nhắm mắt lại lại một lần nữa mở ra tròng mắt lúc ánh mắt đã trở nên kiên cường hắc u cô phải nghĩ biện pháp ngăn cản trịnh đạt đi mạc bắt trịnh đạt là con riêng của mã thượng thư không lên được mặt bàn sở dĩ có thể được giới thiệu đến trước mặt hoàng đế là bởi vì trong tiệc du thuyền của các hoàng tử sắp tới thái tử đột nhiên rơi xuống nước mà làm tán phẩm thì vệ không chút thu hút trịnh đạt lựa chọn trước tiên nhảy cầu cứu người sau đó hắn trực tiếp trở thành nhất đẳng hộ vệ bên người thái tử ngay sau đó lại bởi vì nhiều lần hiến kế được thái tử trọng dụng mới có cơ hội được phong làm quan tuần tra đi tới mạc bắc thẩm định châu phải nghĩ biện pháp ngăn cản trịnh đạt trên thuyền cứu người nhưng muốn lên thuyền phải nói chuyện với tiêu lan viên nghĩ như vậy thẩm định châu ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu, nàng cảm giác trên cổ mơ hồ đau, trầm định châu mơ mơ màng màng mở mắt, trong ánh nến ấm áp trong phòng, nàng nhìn thấy tiêu lan viêm ngồi ở bên giường, mặt không chút thay đổi nắm thanh bảo kiếm kia, đang để ở cổ họng của nàng. Vương gia Đôi mắt đẹp của thẩm định châu ngập nửa phần bối rối, rất nhanh ổn định, ngài muốn làm gì? Tiêu lan viêm đôi mắt mỏng tối u, ngữ khí lộ ra sát phạt lạnh như băng. Là bổn vương coi thường ngươi, có thể nói từ thọ vì ngươi phá hỏng quy củ năng lực không nhỏ ngươi rốt cuộc là vì cái gì tiếp cận bổn vương trầm định châu rơi lệ tiểu nữ bất quá là vừa vặn biết người nhà từ công công đến kinh thành mới dùng điều kiện này uy hiếp hắn trợ giúp ta tiểu nữ lúc ấy không có lựa chọn nào khác thỉnh vương gia bao dung kiếm phong của hắn tiến lại gần một bước trong mắt âm lệ trầm trầm nhào tới trên xe ngựa của bổn vương có thể nói là cùng đường nhưng sau khi ngươi tỉnh nếu không có mục đích vì sao vào cung giúp bản vương đủ loại nghi vấn nếu như ngươi trước mắt không nói rõ ràng bản vương kia không ngại ném một cổ thi thể ra ngoài ngụ ý không nói dết trầm định châu đôi mắt mềm mại run rẩy tiểu nữ nguyện dùng biết tất cả tình báo đổi lấy vương gia tín nhiệm giúp tiểu nữ cứu về mạc bắt người nhà sửa lại án oan thẩm thị tiêu lan viêm nghe vậy cười nhạt tội danh thẩm gia đã định chỉ bằng ngươi cũng dám nói bổn vương sửa lại án xử sai cho thẩm gia trầm định châu ngước mắt lên khao khát nhìn hắn khuôn mặt xinh đẹp như phụ dung nở rộ rừng rừng quyến rũ tiểu nữ nói ra chỉ sợ vương gia không tin ngay tại trong nhà xảy ra chuyện đêm đó tiểu nữ mơ thấy vương gia cùng phó đại tiểu thư trong cung tư hội bị hoàng hậu cung nhân nhìn thấy sau đó hoàng đế trách phạt hoài nghi vương gia vu oan thái tử thủy vận tham ô án nghe vậy ánh mắt tiêu lan viêm lạnh lẽo nói tiếp đi. Hắn nói. Thẩm định châu lời nói khẩn thiết, không giống như là giả. Ngay từ đầu tiểu nữ không coi ra gì, nhưng được vương gia cứu, liên tưởng đến tiệc sinh nhật hoàng hậu, cho nên nguyện ý mạo hiểm một lần. Bởi vì cứu vương gia, gia đình tiểu nữ mới có cơ hội sửa lại án sai được cứu. Giấc mơ. Đối với tiêu lan viêm mà nói, quá mức hoang đường. Hắn nhìn chầm chầm vào đôi mắt thẩm định châu, nàng khóc đỏ mắt hy vọng hắn tin tưởng, thân thể run nhẹ, nước mắt liền lơ đãng chảy xuống, đẹp thì cực đẹp. Tiêu Lan Viêm không nói lời nào, Trầm Định Châu sợ hắn không tin, tiện đà nói. Những giấc mộng như vậy, liên tiếp không ngừng, vương gia nếu không tin, tiểu nữ còn có thể cung cấp một chuyện để làm bằng chứng. Trong hai hoặc ba ngày nữa, sẽ có một trận mưa lớn ở Ký Đô, phá hủy các ngọn núi và phá vỡ các đê dài ở Hạ Lưu, và có khoảng 300 người chết vì nước lụt nàng nói cẩn thận như vậy, ngược lại khiến tiêu lan viêm chậm rãi nhíu mày lạnh, trong mắt hắn hai vần trăng lạnh như đau, gắt gao khóa chặt nàng. Dây lát, trong cổ họng tiêu lan viêm lăn ra một tiếng cười lạnh. Kiếm phong của hắn khẽ nhúc nhích, từ cổ thẩm định châu, chậm rãi đi xuống phía dưới, đẩy từng cái miệng đĩa trên quần áo của nàng ra, vạt áo của thẩm định châu dần dần mở rộng, lộ ra cái yếm hoa sen màu xanh ngọc bên trong. Hai tròng mắt thẩm định châu lóe ra thủy quang, đuôi mắt phím hồng, như là con thỏ chấn kinh, rồi lại không dám trốn, tùy ý tiêu lan viêm xâm lược. Thân thể nàng run rẩy, hoa sen phát dục tốt căn phòng, giống như sống lại, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Trên người tiêu lan viêm nồng nặc mùi rượu thuốc, hắn ngước mắt, sâu kín nhìn chầm chầm trầm định châu. Ngươi, bản vương có thể ở lại bên người, làm đồ chơi làm ấm giường, nhưng chuyện thẩm gia, đã là kết luận, muốn lật lại bản án, là ngươi si tâm vọng tưởng thẩm định châu diện mạo trắng bệch. Vương gia, tiểu nữ cũng có thể làm cái kia lấy sắc thị nhân dường tỳ, cũng nguyện ý làm ngài trong tay quân cờ, một thanh lợi kiếm, chỉ cầu ngài cân nhắc, phụ thân ta thật sự là oan uổng, hắn sẽ không thông địch phản quốc. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói mềm mại của nàng mang theo vài phần nức nở, nhẹ nhẹ câu người. Khuôn mặt tuấn Mỹ vô song của tiêu lang viêm bị ánh nến chiếu vào, hắn cười nhạo một tiếng. Quân cờ bổn vương không thiếu. Hắn lại đưa tay tới, lực thế bá đạo đặt thẩm định châu lên giường, tội danh thẩm gia rốt cuộc có phải là thật hay không, ngươi nói không tính, ngươi vẫn nên nghĩ kỹ trước, trước mắt làm sao lấy lòng bản vương, quan trọng hơn. Thẩm định châu hơi dãy giụa, lộ ra đầu vai trắng nõn trơn bóng. Đừng nhúc nhích, lúc trước ở hạnh tử lâm, ngươi không phải rất chủ động sao. Tiêu Lan Viêm lạnh lùng nói, trong mắt đen như mực dày đặc tay của hắn đã xâm nhập vạt áo đi xuống, mắt thấy muốn nắm lên nàng thịt mềm, nếu là để cho hắn thực hiện được, liền lại cùng kiếp trước không khác, trầm định châu không có được hắn khẳng định trả lời thuyết phục, tự nhiên không muốn. Thẩm định châu nóng nảy, một tay mạnh mẽ đẩy tiêu lan viêm ra, mạnh mẽ ngồi dậy, dùng chăn khép chặt chính mình, ta không muốn. Đôi mắt đen kia của nàng, lóe ra lệ quan cuộc cường. Tiêu lan viêm nhìn nàng chầm chầm, dây lát cười lạnh một tiếng, nhướng mày hỏi, thế nào, muốn vì chu lục ly thủ thân như ngọc sao? Thân hình thẩm định châu cứng đờ. Chương 7 Bản vương muốn ngươi hết thảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Năm xưa nàng và chu lục ly từng có một đoạn hôn ước, xem ra tiêu lan viêm đã biết chuyện này. Thấy thẩm định châu không nói lời nào, hắn cười lạnh một tiếng. Có chỗ dựa vững chắc như chu gia, ngày đó ngươi cần gì đụng vào xe ngựa của bổn vương. Nói cho cùng, vẫn là không nói thật, có mưu đồ khác. Thẩm Định Châu mím môi, đàn khẩu khẽ nhất. Quả thật từng có một đoạn hôn ước không muốn người khác biết, nhưng đó chẳng qua là lời nói đùa sau khi uống rượu của cha ta và Chu đại tướng quân. Năm ấy Thẩm Định Châu bất quá 8 tuổi, Thẩm thừa tướng cùng Chu đại tướng quân uống đến hứng thú, lâm thời nảy lòng tham, vì hai tử vừa độ tuổi trong nhà định ra hôn ước miệng. Nhưng ngày hôm sau, Chu gia liền phái người mang theo lễ xin lỗi đến nhà nói là say rượu nói đùa không thể coi là thật càng không thể bởi vậy mà hủy hạnh phúc của hai đứa nhỏ cho nên hai nhà ước định chờ hai đứa nhỏ trưởng thành lại tiếp xúc nhìn xem nếu như vừa ý lẫn nhau vậy tự nhiên phải định ra chuyện vui này chỉ có điều sau đó chu đại tướng quân trấn thủ biên cương thẩm thừa tướng cũng không nhắc tới nữa thẩm định châu ngữ khí chậm rãi đem sự tình nguyên bản nói ra mái tóc đen của nàng vén lên bên cổ lại kéo chăn mỏng lên, che khuất bả vai lộ ra ngoài cảnh xuân. Về sau số lần ta và Chu Lục Ly gặp mặt, một tay cũng đến được. Trong hai phủ, người biết chuyện này, ít lại càng ít, huống chi vừa là một trò đùa, ta càng không để ở trong lòng, nếu vương gia không đề cập tới, ta cũng sắp quên. Tiêu Lan Viêm nhìn chầm chầm khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Định Châu, trong ánh đèn, diện mạo mỹ nhân không trang điểm, lại đẹp đến kinh tâm động phách đôi mắt đẹp đen kịch kia của nàng, mỗi khi trầm tĩnh, tự như hai đầm sâu nhìn không thấu. Cảm giác uy áp của tiêu lan viêm nặng dần, hắn chậm rãi nhướng mày. Nói như vậy, bổn vương hiểu lầm ngươi rồi. Thẩm định châu nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt đẹp khẽ chớp. Chuyện này, là phó đại tiểu thư cùng vương gia nói đi. Tiêu lan viêm sẽ biết chuyện này, chỉ có thể là phó vân thu nói. Bởi vì, chu lục ly mùi mùi thứ tư tiểu thư, cùng Phó Vân Thu quan hệ thân cận. Đáy mắt tiêu lan viêm trong phút chốc che một tầng sương lạnh. Đừng suy đoán lung tung. Vừa nhìn vẻ mặt này của hắn, thẩm định châu càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Thứ tư tiểu thư luôn luôn không thích nàng, sợ nàng gã vào làm đại tẩu. Cho nên, trong lúc khuê phòng nữ tử nói chuyện, nhất thời không cẩn thận, nói lỡ miệng cũng có thể. Nhưng nàng chỉ vừa mới lộ mặt, Phó Vân Thu liền như lâm đại địch mà vạch trần nền tảng của nàng. Là sợ nàng ở lại bên cạnh tiêu lan viêm. Trên người thẩm định châu chỉ còn lại một cái yếm, cuốn thảm mỏng cũng cảm thấy lạnh, nàng kìm lòng không đậu thẳng lưng, lời nói khẩn thiết. Vương gia, ta đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi cam nguyện làm một quân cờ bên cạnh vương gia, xin vương gia cân nhắc đề nghị của tiểu nữ, nếu như biết trước giấc mộng đã trở thành sự thật, sau này ta nhất định sẽ báo cho ngài biết toàn bộ chỉ cầu vương gia chiếu cố người nhà của tiểu nữ ở mặt bắc xa xôi, chờ ngài đắc thế, sửa lại án xử sai cho thẩm gia. Thẩm định châu nói xong, hắn lại nhếch môi, trong mắt hàng quan lộ ra, vẻ mặt khinh miệt không hề che giấu. Tiêu lan viêm chậm rãi tựa vào cuối giường, đầu ngón tay thon dài, thưởng thức một bộ quần áo của nàng. Vừa rồi bản vương nói, bên người quân cờ thân đã là đủ nhiều, ngươi đã muốn làm người của ta, phải nghĩ kỹ, bản vương không chỉ muốn mạng của ngươi, cũng muốn tất cả của ngươi thẩm gia bị tình nghi thông địch phản quốc không phải nghe ngươi nói mớ mấy câu bản vương có thể hứa hẹn cái gì sắc mặt thẩm định châu cứng đờ tiêu lan viêm nghiêng người lại có chút nhàn hạ thoải mái đánh giá vẻ mặt của nàng hắn thấp giọng cười hỏi đêm đó tuyệt mã tự bổn vương nhớ rõ ngươi ghét bỏ vạn phần thật là không đủ tận hứng vậy làm lại một lần nữa bắt đầu từ tối nay như thế nào hắn lại vẫn nhớ rõ đêm đó nàng ghét bỏ toái toái niệm. Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này. Thẩm định châu nắm chặt tay chăn mỏng, chậm rãi buông xuống. Trong mắt tiêu lan viêm hiện lên ý tứ hàm xúc, không gì hơn cái này, hắn chỉ biết, nàng sẽ buông thân hình, buông xuống kiêu ngạo không ai bị nổi kia, thần phục trên giường của hắn. Nhưng mà, một giây sau, thẩm định châu không hề che giấu, đem hắn cởi ra sim y, từng kiện từng kiện mà mặc trở về lộ ra thân hình xinh đẹp làm cho người ta không dời mắt được tiêu lan viêm lại bình tĩnh nhìn nạn ăn mặc chỉnh tề vương gia làm ăn có thương có lượng mua bán song phương mới có thể cao hứng đã đàm phán không được ta đầy đa tạ vương gia ân cứu mạng ngày mai trời vừa sáng ta liền đi trầm định châu nói lạnh nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hoàn toàn không có một tia lùi bước sắc mặt tiêu lan viêm trầm thấp giọng nói lạnh đến đáng sợ làm ăn. Anh coi mình là một vụ mua bán gì? Thẩm Định Châu không trực tiếp trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười, mị thái ngàn vạn. Tôi luôn có thể tìm được người nguyện ý giúp tôi. Tiêu Lan Viêm nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của nàng, còn kém ở trên mặt nàng nhìn ra hai cái lỗ. Giây lát, hắn đột nhiên phất tay áo, xoay người rời đi, bỏ lại một câu. Tùy ngươi. Sau khi hắn đi, nụ cười trên mặt Thẩm Định Châu cũng hoàn toàn biến mất. Kiếp trước, nàng theo tiêu lan viêm 5 năm, biết người đàn ông này, có đôi khi thuận theo, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Huống chi, nàng đã đem chuyện ký đô sẽ mưa to nói cho hắn biết, cho dù tiêu lan viêm hiện tại không tin, chờ sau khi sự tình phát sinh, hắn chắc chắn biết nàng nói đều là sự thật. Sắc trời tờ mờ sáng, thẩm định châu không có thứ gì, chỉ đeo tốt cây trăm mẫu thân lưu lại, chuẩn bị rời đi. Lúc ra cửa, thấy một nha hoàng mặt tơ tầm màu xanh, chải hai búi tóc, cười khanh khách đứng ở cửa. Ta họ trịnh, là đại nha hoàng bên cạnh vương gia, sợ ngươi mang đồ của vương phủ đi, ra bên ngoài khiến vương gia khó làm, cho nên đặc biệt đến chờ lục soát người, ngươi sẽ không để ý chứ. Vừa nhìn thấy nàng, thẩm định châu liền kìm lòng không đậu ánh mắt lạnh như băng, thần sắc khống chế không được dâng lên hận ý. nha hoàng trước mắt này, tên là Trịnh Nhĩ Lan, nàng là nữ nhi nhũ mẫu Trịnh Ma Ma của Tiêu Lan Viêm, từ nhỏ đã đi theo bên người tiêu lan viêm, chờ hắn khai mặt làm thông phòng. Nhưng kiếp trước sau khi trầm định châu vào phủ, trước thành người của tiêu lan viêm, liền bị trịnh nhĩ lan ghen ghét, nàng khắp nơi nhằm vào trầm định châu, làm hại nàng bệnh nặng một hồi, suýt nữa mất mạng. Thậm chí đem thư cầu cứu mẹ thẩm vất vả lắm mới nhờ người đưa về một mình ngăn lại, làm hại thẩm định châu bỏ lỡ cơ hội cứu vãn người thân duy nhất. Sau khi sự việc bại lộ, tiêu lan viêm tung trầm định châu, để cho nàng một kiếm một kiếm chém chết trịnh nhĩ lan có ích lợi gì đâu gia đình cô đã mất vĩnh viễn cũng không trở về được mà tất cả đều là do trịnh nhĩ lan hãm hại thẩm định châu dùng một hồi lâu mới bình ổn phẫn nộ trong lòng trong mắt nàng một mảnh đen nhánh lạnh lẽo hiện tại nàng muốn rời khỏi vương phủ nhưng nàng còn có thể trở về đối phó trịnh nhĩ lan không vội trước mắt giờ khắc này vì thế thẩm định châu bình tĩnh nói quần áo của ta đơn bạc, ngươi nhìn một cái liền biết. Không lục soát làm sao biết. Ta và thẩm cô nương vốn không quen biết, cũng không thể chỉ nghe ngươi nói là thôi. Trình Nhĩ Lan ngoài cười nhưng trong không cười vương tay ra. Thẩm định châu một tay bắt lấy cổ tay của nàng, Trình Nhĩ Lan thay đổi sắc mặt, vài lần giải thoát cũng không bỏ qua, làm sao nghĩ được, mỹ nhân tuyệt sắc này lại còn có chút khí lực. Ngươi muốn làm gì? Ta là đại nha hoàng của vương gia, còn không buông tay. Ta nói lại cho ngươi biết một lần, lúc ta tới có bao nhiêu thứ, lúc đi còn có bao nhiêu, ngươi càng muốn chọc ta, cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi tốt. Nói xong, thẩm định châu vung tay. Trình nhĩ lan lão đảo vài bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất, đau đến mức kêu to. Ngươi, ngươi dám. Trách không được vương gia không cần ngươi, chỉ bằng ngươi không biết xấu hổ, ở trong phòng vương gia đợi cả đêm thì thế nào, còn không phải muốn bị đuổi ra ngoài sao? Ta sẽ trở về, hơn nữa, có một ngày, là vương gia mời ta trở về. Trầm Định Châu cười lạnh xong, từ bên người nàng trực tiếp đi ra ngoài. Thành Đình thông báo tin Trầm Định Châu rời đi cho Tiêu Lan Viêm trong thư phòng. Đi rất kiên quyết, không quay đầu lại, cũng không khóc sướt mướt mà đi. Anh nói. Tiêu Lan Viêm cũng không ngẩng đầu, chỉ cười lạnh một tiếng. Để cho nàng đi. Chương 8 gì triệu gia? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc đầu thu, gió sáng sớm giống như băng đao mỏng manh, đem gò má thẩm định châu thổi ra phấn nhàn nhạt. Nàng đi đến hiệu cầm đồ trước, muốn đem đồng tiền cổ mang ra làm việc. Tiêu Lan Viêm có hứng thú sưu tầm đồ cổ, đêm qua nàng ngủ trong phòng của hắn, cầm một đồng tiền cổ trăm năm trước, định đổi chút lộ phí dùng. Cái này không tính là quý trọng, chỉ pha một trăm lượng, cũng đủ nàng tạm thời đặt chân ở bên ngoài chống đỡ đến tiêu lan viêm tới tiệm nàng vậy là đủ rồi bởi vì qua không lâu nữa phó vân thu sẽ mắc phải quái bệnh ho khan không ngừng tiêu lan viêm vì nàng tìm khắp thiên hạ danh y cuối cùng chỉ có giang mang tử được xưng là quỷ y mới có thể trị bệnh này nhưng giang mang tử là nhân sĩ giang hồ cả đời nhàn vân giả hạt cũng không bị quản chế bởi bất kỳ quyền thế nào duy chỉ có bất đồng chính là thẩm gia từng có ân với hắn chỉ cần thẩm định châu mở miệng, hắn nhất định sẽ hiện thân hỗ trợ. Cho nên, thẩm định châu mới chắc chắn, tiêu lan viêm nhất định sẽ tới tìm nàng, trước đó, nàng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được. Nhưng mà, sau khi đưa đồng xu cổ cho trưởng quầy hiệu cầm đồ nhìn một lát, hắn cách lan can cửa sổ, đánh giá thẩm định châu từ trên xuống dưới. Đây là của ngươi. Trưởng quầy hỏi. Thẩm định châu gật đầu, không ngờ trưởng quầy lập tức ném đồng xu ra đồ giả không nhận thẩm định châu sửng sốt trưởng quầy ngươi nhìn kỹ một chút đây là hàng thật làm sao có thể là giả đây trưởng quầy hư một tiếng mở ra sổ sách cũng không cho trầm định châu mắt nhìn thẳng một trăm năm trước chiến quốc cổ tệ có thể bảo lưu hoàn hảo như vậy đều bị ninh vương điện hạ lấy đi chỉ bằng ngươi có thể có thật đồ giả trên tay ngươi tuy làm rất thật nhưng bổn điếm không nhận ngươi đi chỗ khác gạt người đi Thẩm Định Châu giật mình. Ngươi? Chưởng quầy không kiên nhẫn thúc giục. Đi nhanh lên, nếu không ta sẽ báo quan. Thẩm Định Châu chỉ có thể cất kỹ đồng xu, cắn môi xoay người rời đi. Không làm được đồ vật, nàng liền thân không xu dính túi, tối nay ở chỗ nào đặt chân đều là một chuyện phiền toái. Đang lúc nàng trầm ngâm nghĩ biện pháp thời điểm, lại nghe được một tiếng kinh hỉ kêu gọi. "Biểu muội!" Thẩm Định Châu ngẩng đầu lên, một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt anh họ triệu an viễn mặc áo khoác hoa văn viện bạc đầu đội mũ miệng thần sắc vui mừng đi tới trước mặt nàng anh họ thẩm định châu vô cùng kinh ngạc anh từ thương châu trở về gì đâu kiếp trước vào lúc này nàng còn chưa nghe nói qua gì hồi kinh tin tức triệu an viễn vội vàng gật đầu chúng ta mới vừa hồi kinh không quá ba bốn ngày cha mẹ ta nghe nói chuyện nhà ngươi đều hết sức tiếc hận chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã theo tội quân đi mạc bắt may mắn ngươi còn bình yên vô sự biểu mùi ngươi bây giờ ở nơi nào đặt chân gió thu thổi tới thân hình thẩm định châu đơn bạc cổ áo cao thẳng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhạt không mất đi vẻ quyến rũ càng thêm xinh đẹp nàng cau mày sầu bi nói nói ra thì dài dòng trước mắt ta không có nơi nào để đi triệu an viễn vui vẻ vậy vừa vặn ngươi theo ta về nhà đi mẹ ta nếu như nhìn thấy ngươi, chắc chắn cao hứng. Thẩm Định Châu không chút suy nghĩ liền gật đầu, giờ này khắc này nhìn thấy thân nhân, hơi có chút vui mừng cùng lệ nóng doanh trồng. Nàng thổi nhỏ bị gì thương sủng, trong nhà đột nhiên gặp biến cố, xa xôi thương châu gì một nhà không thể kịp thời đem nàng đón đi, hôm nay gì bọn họ đều về tới Kinh Thành, vậy nàng tự nhiên cũng không cần phiêu bạc không nơi nương tựa. Trở về trong xe ngựa triệu gia, Trầm Định Châu đem chuyện thiếu chút nữa xung quân làm kỹ, nói với Triệu An Viễn. Nói đến chỗ ủy khuất thương tâm, nàng không hề che giấu, một đôi thủy nhi mắt ướt đỏ bừng, hơi nghiêng người lau đi nước mắt, dáng người yếu điệu mềm mại run rẩy như liễu yếu, trong lúc lơ đảng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Triệu An Viễn. Triệu An Viễn vỗ đầu gối giận dữ mắng, nhất định là dường trước đây chính địch sau lưng sự kế, lại suýt nữa hại biểu mùi ngươi lưu lạc quân doanh, ngươi đừng sợ hãi, đợi trở về nhà của ta sẽ có người vì ngươi làm chủ thẩm định châu nghẹn ngào gật đầu nàng tin tưởng gì cưng chịu nạn, tất sẽ không khiến nàng chịu ủy khuất nữa như vậy nàng muốn ở lại kinh thành thoát ly tội nô chi tịch cũng không tính là việc khó thì ra không nhất định phải dựa vào tiêu lan vi mọi chuyện trở về triệu gia triệu an viễn đưa nàng đi chính viện vừa mới vào nhà trầm định châu liền nhìn thấy một phụ nhân xinh đẹp mặc áo bào tơ tầm đầu đội châu thúy chạy ra. Vì cháu gặp mặt, ông đầu khóc trống. Dì triệu phu nhân của thẩm định châu, ông nàng thật chặt vào trong ngực, khóc lóc thảm thiết, một bên đau lòng nàng, một bên đáng thương cho chị cả đã đi tới mặt bắc. Hảo hài tử, thật sự là khổ ngươi. Biết được trầm định châu tao ngộ, triệu phu nhân nước mắt rơi càng thêm lợi hại. Thẩm định châu lau nước mắt cho cô. Dì, may mắn mới gặp được anh họ trên đường, nếu không con thật không biết còn có thể đi đâu. Triệu An Viễn tiến lên một bước, nói. Mẫu thân, chúng ta đem biểu mùi lưu lại chiếu cố A, à, nàng một nhược chất nữ lưu, há có thể thả nàng lẻ loi một mình. Ánh mắt Triệu Phu Nhân lóe lên. Đúng lúc này, một thiếu nữ 13-14 tuổi bước vào cửa, chính là tiểu nữ nhi của dì, Triệu Ngọc Viên. Khi nàng nhìn thấy Thẩm Định Châu, vẻ mặt giống như thấy quỷ, trừng to hai mắt. Thẩm Định Châu, ngươi cư nhiên không có chết. Trầm Định Châu không hiểu nhìn nàng, triệu phu nhân lập tức nghiêm mặt trăng dậy. Ngọc Viên, không được nói hưu nói vượng, ngươi biểu tỷ các nhân thiên tướng, từ trong nguy nan chạy trốn, chính là người có phúc, cái gì chết không chết, không được nói nữa. Triệu Ngọc Viên giật mình không nhỏ, quay ra ngoài gọi. Cha, người mau đến xem, thẩm định châu về nhà chúng ta rồi. Sau khi nàng nói xong, một nam tử thần thái uy nghiêm bước nhanh vào trong sảnh, thẩm định châu lập tức đứng dậy. Dượng. Tướng công, ngươi trở về vừa vặn, châu châu nàng. Không đợi triệu phu nhân nói xong, dượng triệu thọ vọng đã thay đổi sắc mặt, gấp giọng quát lớn. Ngươi làm sao có thể mang nàng về nhà vào lúc này? Thẩm định châu sững sờ tại chỗ, triệu an viễn tiến lên hai bước nói. Cha, biểu muội nàng không có chỗ để đi, chúng ta không thu lưu nàng, có thể để cho nàng đi nơi nào. Triệu thọ vọng vung tay lên, có chút nổi giận đùng đùng. Cái này ta mặc kệ, ta chỉ biết là, nhà chúng ta vừa về kinh thành, các ngươi liền đem thẩm gia tội nhân mang về, người khác sẽ nghĩ như thế nào triệu gia, hoàng thượng lại sẽ nghĩ như thế nào. Hắn nghiêm khắc ánh mắt nhìn chầm chầm thẩm định châu. Thẩm gia tội danh là thông địch phản quốc, lúc này còn không tránh hiềm khích, chẳng lẽ phải đợi đến chúng ta triệu gia cùng bọn họ giống nhau kết cục các ngươi mới tính hài lòng sao ta mặc kệ nàng là tới làm cái gì trong vòng hai ngày phải đưa nàng tiễn đi dứt lời triệu thọ vọng phất tay áo rời đi thẩm định châu vài lần há mồm cũng không tìm được cơ hội nói chuyện khuôn mặt kiều lệ như mới nở phù dung của nàng trở nên trắng bệch không ánh sáng vẻ mặt bất lực trước kia đối với nàng vẻ mặt ôn hòa khắp nơi săn sóc chiếu cố dượng vì sao hôm nay biến thành như vậy còn có phản ứng vừa rồi của triệu ngọc viên cũng thập phần kỳ quái trầm định châu trong lòng dân lên một phần hồ nghi không đợi nàng suy nghĩ kỹ đã bị triệu phu nhân nắm tay trấn an châu châu ngươi đừng suy nghĩ nhiều dượng ngươi cũng chỉ là quá mức cẩn thận lo lắng một hồi ta đi hảo hảo nói với hắn con đừng nghĩ đến chuyện khác đã tới chỗ gì rồi thì an trí cho tốt dứt lời nàng quay đầu gọi đại nha hoàng bên cạnh tới bảo nàng mang trầm định châu đi nam uyển thẩm định châu dịu dàng hành lễ bái tạ mới rời khỏi chính viện liên tiếp hai ngày nàng đều không có gặp lại dượng triệu thọ vọng của mình vốn định hướng hắn cầu tình vì mình cởi bỏ nô tịch nhưng nghĩ đến lần trước hắn cũng không cho phép nàng ở lại triệu gia thái độ trầm định châu lại cảm thấy không thể nào mở miệng ngược lại gì cô phái hai y nữ đến khám chữa cho cô thậm chí còn gọi một bà nội đi lên muốn kiểm tra chỗ thẩm định châu nàng cảnh giác dãy dùa, không cho người chạm vào. Lại thấy sắc mặt bà già khô như vỏ cây, thanh âm càng khó nghe. Tiểu thư nên phối hợp một chút thì tốt hơn, kiểm tra thỏa đáng, mới có thể bảo đảm không có bệnh nào khác mang vào phủ. Thẩm định châu cảm thấy khó xử, vốn không muốn, nhưng lại không muốn gây thêm phiền toái cho gì, vì thế liền đồng ý. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, nàng vẫn không đợi được dượng, dựng triệu phu nhân an bại một nha hoàng tên là Như Yến hầu hạ nàng. Xuyên thấu qua Như Yến, Trầm Định Châu ngược lại hỏi thăm được một ít tin tức về Tiêu Lan Viêm. Ngày đó ở trong cung, sau khi nàng đi, Tiêu Lan Viêm bị hoàng thượng lấy lý do uế loạn hậu cung đánh 30 bản. Giống như kiếp trước, hắn bị phạt, nhưng rốt cuộc không có liên quan đến vụ án tham ô của thái tử, cho nên kết quả cũng không nghiêm trọng. Nhưng Trầm Định Châu luôn có một loại ảo giác, ngày đó ám vệ thành đình của tiêu lan viêm ở ngay gần đây không thể không phát hiện cung nữ của hoàng hậu đang nghe lén chẳng lẽ tiêu lan viêm cố ý để cho người khác nhìn thấy nhưng hắn có ý đồ gì chỉ vì bị phạt sao thẩm định châu còn chưa suy nghĩ cẩn thận như yến liền tiến vào nói phu nhân mời tiểu thư đến chính viện nói chuyện đến chính viện nhà hoàng ở bên ngoài xếp thành hai hàng đều rủ mi bổn phận sau khi nàng đi vào triệu phu nhân vẫn thân thiết giữ chặt tay nàng ta nghe như yến nói ngươi mấy ngày nay đều ăn không tốt mắt nhìn gầy gò nhiều như vậy ngươi nếu không dưỡng tốt thân thể gì làm sao yên tâm được khuôn mặt trắng nõn của thẩm định châu như ngọc không hề tì vết đôi mắt đẹp lấp lánh nàng khẽ mỉm cười di mẫu đừng lo lắng ta chỉ là mấy ngày nay tâm có sầu lo cho nên ăn không nhiều lắm đúng rồi di trượng có thể nguôi giận ta muốn cầu hắn giúp ta thoát nô tịch, như vậy ta ở lại chỗ di mẫu, cũng sẽ không ngại. Triệu phu nhân nhíu mày lại, mặt mang vẻ u sầu thở dài. Không giấu gì ngươi, mấy ngày nay, dựng ngươi chính là vì chuyện của ngươi bôn ba cầu người khắp nơi, nhưng ngươi đại khái không biết, dựng ngươi hồi kinh báo cáo công tác, vốn là nhân mạch bình thường, lần này lại bởi vì cùng thẩm gia liên thân truyền cố, hiện giờ ở trên triều đình là cất bước gian nan. Châu châu, phụ thân ngươi phạm trọng tội xét nhà lưu đầy, muốn vì ngươi thoát nô tịch, nói dễ vậy sao? Di mẫu cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng thật sự là cùng đường. Bất quá, cũng may ngươi phúc khí thâm hậu, cuối cùng để cho chúng ta tìm được biện pháp. Thẩm định châu nhìn vẻ mặt gì, trong lòng có một chút cảm giác không tốt. Biện pháp gì? Tuyên vương lén hỏi thăm chúng ta, nguyện vì ngươi thoát nô tịch, nạp ngươi làm thiếp. Bất quá, phải nuôi ở nhà trưởng phu của hắn. Chương 9. Đem người đưa cho Tuyên Vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm Định Châu ngồi không yên, lập tức đứng lên, sắc mặt hoảng sợ. Cái gì? Ai không biết, Tuyên Vương Háo Sắc, cha vợ của hắn Nhạc Phụ, tuổi đã qua 60, càng là một cái dâm côn. Trong nhà cơ thiếp nuôi dưỡng vô số, còn từng nháo qua chuyện xấu hổ vì nữ tử Thanh Lâu đồng thủ hai người hắn đã sớm mùi hôi hợp nhau ở bên ngoài nuôi dưỡng vô số mỹ cơ cùng nhau tận tình dâm nhạc đi cùng tuyên vương có thể rơi xuống cái gì tốt triệu phu nhân vội vàng giữ chặt nàng ngươi đừng nóng vội tất cả đều là kế hoãn binh theo tuyên vương ngươi dù sao cũng có người che chở cũng có thể thoát khỏi nô tịch tìm được cơ hội ta và dựng ngươi sẽ giúp ngươi đi ra thẩm định châu hất tay nàng ra di mẫu ngươi có từng vì ta suy nghĩ qua ta đi tuyên vương bên người còn sống thế nào ta tuyệt không đồng ý dứt lời nàng xoay người bước chân hỗn độn tức giận rời đi thẩm định châu đi rồi sắc mặt triệu phu nhân lạnh như băng chán ghét nữ nhi triệu ngọc viên từ sau bình phong đi ra nương nàng không đồng ý làm sao bây giờ không đồng ý là bởi vì chịu khổ chịu nhục nhã còn chưa đủ nhiều nàng hiện tại thân phận này còn coi mình là thẩm gia tiểu thư, nhưng hiện thực không cho phép nàng chọn. Nếu nàng không chọn, ta đây liền ép nàng một cái, chung quy sẽ đồng ý, triệu phu nhân sâu kín nói. Mưa to giàn dụa, trong đình mưa rơi lá rụng. Thẩm định châu trở lại Nam Nguyễn, đứng ở chỗ rẽ, nghe thấy nha hoàng Như Yến cùng một phủ tỳ khác nói chuyện phím. Như Yến, hầu hạ loại tội nhân này, thật là ủy khuất ngươi. Thẩm tiểu thư này, vẫn là thân thể hoàng bích, nghe nói tuyên vương sau khi biết được cao hứng vô cùng còn hướng lão gia chúng ta hứa hẹn chỉ cần đắc thủ sẽ vì lão gia giới thiệu hai vị lão thần nội các thì ra là thế bây giờ ủy khuất của ngươi chỉ là tạm thời chờ thẩm tiểu thư đi rồi ngươi lại có thể trở lại bên cạnh phu nhân hai nàng đang trò chuyện như yến vừa quay đầu lại lại thấy thẩm định châu sắc mặt tái nhợt đứng ở phía sau nàng sợ tới mức một tiếng quỷ kêu hai người vội vàng quỳ trên mặt đất Thẩm Tiểu Thư thứ tội, nô tỳ không biết giữ mồm giữ miệng, nhất thời nói bậy, xin người đừng để trong lòng." Trầm Định Châu không nói lời nào, du hồn bác địa từ hai người bên người xẹt qua đi, vào phòng về sau đóng cửa lại, cũng không có phát ra một chút động tĩnh. Nàng nằm trên giường, nước mắt ướt đẫm gối. Cô hận. Nàng oán. Hận mình ngu xuẩn, kiếp trước một nhà gì, cũng là sau khi nàng được sủng ái mới hiện thân, nàng còn nhớ tình thân đối với bọn họ có chút chiếu cố, đem dị dưỡng cho là cha mẹ của mình hiếu thuận, liên tiếp ban thưởng không nói. ngay cả hôn sự của triệu ngọc viên đều là nàng tự mình chọn. nàng càng oán di mẫu giả thiện cùng tàn nhẫn, nguyên lai like yêu thương là có thể giả bộ ra. trước kia đối nàng tốt, chỉ sợ cũng là bởi vì phụ thân nàng quyền thế nắm trong tay, là trong triều trọng thần. mà hôm nay nàng đã không còn giá trị, bọn họ lại muốn lợi dụng mỹ mạo duy nhất của nàng đi trải đường cho triệu gia thật nhẫn tâm như yến nhiều lần len lén mở khe cửa xác nhận thẩm định châu còn ở trong phòng hay không đại khái là sợ nàng chạy thấy thẩm định châu chỉ ngồi yên bên giường như yến mới yên tâm sáng sớm hôm đó thẩm định châu ngồi trong phòng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng như yến nói chuyện với nha hoàng khác lão gia tốn không ít khí lực rốt cục đáp ứng mã thượng thư quan hệ đang ở tiền viện mở tiệc chiêu đãi thượng thư cùng những tân khách khác Vài vị vương gia đều bởi vì Mã Thượng thư duyên cớ nể mặt tới, phu nhân bảo ta gọi ngươi đi phía trước cùng nhau hỗ trợ. Như Yến có chút khó xử. Nhưng nếu ta không ở đây, biểu tiểu thư này nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nha hoàng kia cúi đầu cười, có chút trào phúng. Ngươi sợ cái gì, nàng còn có thể tìm chết sao? Cơ hội cũng chỉ có lần này, ngươi không đi tiền viện, ta sẽ đi. Như Yến nhất thời ném thẩm định châu ra sau đầu em đi cùng anh. Sau đó, Như Yến vào cửa, Thẩm Định Châu trong tay còn đang thưởng thức một ít vải theo thùa, Như Yến nhìn hai mắt, nói. Tiền viện mở tiệc chiêu đãi khách quý, nhân thủ không đủ, nô tỳ phải đi hỗ trợ, một hồi sẽ trở lại. Thẩm Định Châu không nói gì, Như Yến cũng không quan tâm nàng có đáp ứng hay không, xoay người liền khẩn cấp rời đi. Thẩm Định Châu căn bản không để ý chuyện Như Yến muốn rời đi, cả người nàng như rơi xuống hầm băng ánh mắt ngẩn ra, là bởi vì, giường của nàng, cư nhiên ở sau khi cả nhà nàng hoạn nạn, cùng mã thượng thư đối thủ một mất một còn của phụ thân trước đây liên quan. Có thể đáp lên ngựa thượng thư phương pháp, nhất định không phải ngày một ngày hai, tất nhiên là quanh năm suốt tháng lấy lòng, nhưng là, là bắt đầu từ khi nào. Phụ thân của Thẩm Định Châu và Mã Thượng Thư chính kiến không hợp, phụ thân Thẩm từng tuyên bố, có một ngày hắn còn sống, chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ phạm tội tham ô của Mã Thượng Thư mà dường của nàng, người cha nàng tín nhiệm nhất, lại sớm có ý đầu nhập vào mã thượng thư. Thẩm định châu đầu ngón tay lạnh lẽo, trong mắt cuồn cuộn ngập trời hận ý, kiếp trước lúc này, nàng căn bản cũng không biết dựng động tác, thậm chí không biết bọn họ đã vào kinh. Đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra, một đạo bóng tối chậm rãi đi vào. Trầm định châu đột nhiên nâng lên đôi mắt cảnh giác, nhìn thấy người tới, nhất thời trận tròn hai mắt ánh mắt tuyên vương mang theo nụ cười âm trầm đi vào, hắn trở tay đóng cửa lại. Trầm định châu đột nhiên đứng lên, ánh mắt thoáng qua một cái kinh hoảng, nàng nhíu mày nói. Nơi này là triệu phủ nội viện, vương gia sao có thể tự tiện vào. Tuyên vương đi tới trước mặt nàng, ánh mắt mang theo nóng bỏng thẳng thắn đánh giá, tự hồ hận không thể đem nàng lột sạch tại chỗ. Nghe được trầm định châu lời nói, hắn càng là cười đến lơ đỉnh. Chưa trải chủ nhân cho phép, đi vào nội viện mới gọi là tự tiện xông vào, bản vương thế nhưng là được ngươi dượng triệu đại nhân cho phép đấy. Trầm Định Châu, bổn vương tìm ngươi tìm rất khổ, nghe nói ngươi gặp khó khăn, bổn vương liền lập tức phái người chung quanh tìm ngươi, nguyên lai ngươi ở chỗ này, nghe nói cuộc sống của ngươi rất thê khổ. Không sao, ngươi hôm nay hầu hạ tốt bổn vương, bổn vương sẽ cho ngươi một danh phận. Nói xong, hắn vương tay, muốn bắt lấy cổ tay thẩm định châu thẩm định châu kinh hô một tiếng, trở tay liền ba một tiếng đánh vào mặt tuyên vương. Cút ngay. Nàng lui về phía sau khiển trách, trên gương mặt xinh đẹp, dần lên tức giận đỏ bừng. Tuyên vương che mặt, tức giận đến cực điểm. Ngươi tiện nhân, dám đánh bổn vương. Hắn mãnh liệt nhào tới, đem trầm định châu đè trên mặt đất, nặng nề ngã sắp xuống, để dưới thân mỹ nhân phát ra một tiếng kêu đau đớn thê thảm. Tuyên vương cưỡi ở trên người trầm định châu, điên cuồng xé nát xiêm y của nàng tư lập một tiếng vang lên da thịt trắng nõn mềm mại của trầm đình châu bại lộ ở trong không khí kích hồng một đôi mắt tuyên vương nhất là nàng hai đoàn mơ hồ lộ ra thịt trắng quả thực giống như đậu hũ diệu thật sự là một diệu nhân thẩm định châu liều mạng dãy dụa, lấy tay gãi gãi hai má tuyên vương thế nhưng lực lượng cách xa chân của nàng rất nhanh bị tuyên vương mạnh mẽ ngăn chặn tuyên vương trong mắt lóe ra sắp thực hiện được điên cuồng chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giải dùa. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi chạy ra cái cửa này thì thế nào đây? Dượng của ngươi đã đem ngươi đưa cho bổn vương, ngươi chạy cũng sẽ đem ngươi bắt trở về. Khuyên ngươi thức thời, hôm nay ngươi hầu hạ tốt lắm, ra cái cửa này, ta liền giúp ngươi thoát nô tịch, nếu hầu hạ không tốt, ta cũng chỉ có thể mời bộ hạ của ta, cùng nhau đến hưởng thụ kinh thành đệ nhất mỹ nhân tư vị. Ngụ ý, là nàng không muốn phối hợp, cũng phải phối hợp, Trầm Định Châu trong lòng một mảnh lạnh lẽo, lúc đầu nạn cho rằng gì nhà sẽ là nàng cản tránh gió, lại không nghĩ tới, hôm nay lại thành điện ngục của nàng. Chương 10. Bạn ngươi cũng xứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tuyên Vương khẩn cấp hôn lên cái cổ phấn nộn của nàng, đột nhiên, hắn bị đau một tiếng, che mặt. Ngươi dám đâm ta. Trong đầu ngón tay Thẩm Định Châu cất giấu ngân châm vừa mới rút ra từ trên đồ thêu từ lúc tuyên vương tiến vào, nàng đã chuẩn bị tốt thủ đoạn phòng bị. Nhưng nàng và tuyên vương lực lượng cách xa, giống như châu chấu đá xe. Thừa dịp tuyên vương đau đớn, thẩm định châu nắm chặt ngân châm, còn muốn đâm vào mắt hắn. Nhưng mà, bị tuyên vương đè lại cổ tay, hắn hung tận tức giận mắng. Tiện nhân, không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng bổn vương không nỡ giết ngươi. Nói xong, hắn một tay bóp cổ nàng, thẩm định châu bị đau một tiếng, chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng càng không ngừng đá hai chân, tuyên vương đã tức giận đến mắt đỏ bừng, mất đi lý trí. Lực dãy dụ của thẩm định châu cũng càng ngày càng nhỏ, đúng lúc này, một đạo động tĩnh âm côn nặng nề truyền đến, lực đạo tuyên vương bóp cổ thẩm định châu chợt buông lỏng xuống. Tuyên vương âm âm ngã xuống, ngất xỉu bên cạnh thẩm định châu. Nàng há to miệng thở dốc, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, ông cổ điên cuồng lui về phía sau, thẳng đến khi chống tới một đôi giày đen, Thẩm Định Châu dương mắt nhìn, Tiêu Lan Viêm đang thần sắc lãnh liệt nhìn nàng. Mà cái gậy đánh ngất Tuyên Vương kia bị hắn ném qua một bên. Thẩm Định Châu nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là khóc lên, Thẩm Định Châu vừa khóc liền càng thêm không thể vãn hồi. Nước mắt nàng chảy không hết, hận không thể đem tất cả bất công cùng ngăn trở hai đời gặp phải toàn bộ phát tiết ra. Thẩm Định Châu hung hăng đá chân, nặng nề đạp Tuyên Vương hai cái hỗn trướng, vườn bát đảng. Tiêu Lan Viêm ngồi sổng xuống, nhìn khuôn mặt phẫn hận của mỹ nhân, nhướng mày hỏi. Thế nào, còn cậy mạnh sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đàm phán điều kiện với bổn vương, nhưng rời khỏi ninh vương phủ, bên ngoài khắp nơi đều là cạm bẫy. Thẩm định châu không để ý tới hắn, không ngừng chảy nước mắt, thẳng đến khóc mệt mỏi, mới thúc thích ngẩn đầu. Vương gia, tiểu nữ điều kiện không thay đổi, đi theo ngài mặc dù tốt, nhưng ta chỉ hy vọng vương gia có thể che chở ta ở mặt bắt người nhà. Tiêu Lan Viêm cười lạnh. Giang ngoan mất linh, thiếu chút nữa bị người như vậy cướp đi thân thể, còn cố chấp như thế. Trầm định châu rũ xuống mang theo nước mắt lông mi. Ta tin tưởng vương gia cũng không phải người tham sắc, ngài sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì lần trước theo như lời tiểu nữ sự tình, dĩ nhiên trở thành sự thật, vương gia nếu tin, vì cái gì không thể đáp ứng điều kiện của ta đâu. Tiêu Lan Viêm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, bóng ma thân hình cao lớn bao phủ lấy nàng. Hắn cứ như vậy nhìn nàng như một đóa bồ công anh quật cường, ở chung quanh tàn phá trong gió lạnh, kiêu ngạo đứng thẳng. Ngươi rất thông minh, đoán đúng, cũng nói không sai, hôm trước ký đô ra roi thúc ngựa báo, mưa to phá hủy đê đập, dân chúng hơn 300 người thương vong. Nếu là sự kiện tầm thường, hắn sẽ chỉ cho rằng là trùng hợp, nhưng lần trước, Trầm Định Châu tin chuẩn nói ra nhân số thương vong, hắn liền không thể không coi trọng. Trầm Định Châu mím môi, ông cái cổ đau nhất không thôi, nạn nói tiếp. Vương gia nếu vẫn không thể tin ta, ta sẽ nói cho ngài biết một chuyện. Thái tử Điện Hạ sắp tổ chức tiệc du thuyền, hắn sẽ trượt chân rơi xuống nước, một thị vệ tán phẩm tên là Trịnh Đạt sẽ cứu hắn, từ nay về sau Trịnh Đạt sẽ trở thành thị vệ bên người thái tử, cho đến khi được hoàng thượng ưu ái vương gia nhất định phải ngăn cản người này bởi vì trịnh đạt và mã thượng thư có liên quan để thế lực của mã thượng thư đầu nhập vào thái tử sẽ chỉ gây bất lợi cho ngài ánh mắt tiêu lan viêm tối đen hắn yên lặng nhìn nàng nhất thời không nói gì thẩm định châu cũng không biết hắn có tin hay không nhưng điều kiện của nàng rất rõ ràng nàng có thể cung cấp những nguy nan sắp phát sinh này giúp hắn dọn sạch chướng ngại vật trên đường bất quá tiêu lan viêm phải cứu người nhà của nàng ngày sau hắn đắc thế, cũng muốn sửa lại án oan cho thẩm gia. Hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản trịnh đạt, không thể để cho hắn được thái tử ân sủng, do đó bị phái đi mạc bắt cấu hãm thẩm gia. Tiêu Lan Viêm nhìn thẩm định châu mới vừa rồi còn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lúc này đã lau khô nước mắt, chỉ có một đôi mắt đẹp đỏ bừng vô cùng. Trên người bọc y bào của hắn, càng lộ ra dáng người mảnh mai run rẩy. Nàng sinh ra no đủ xinh đẹp, là thiên kim đích nữ thẩm gia, được nuông chiều lớn lên, chưa từng bạc đãi. Nhưng một tiểu thư khuê các như vậy, vào giờ khắc này, làm cho tiêu lan viêm nhìn ra trong lòng nàng có một hạt giống cường đại. Dây lát, hắn lạnh lùng mở miệng. Bổn vương tạm thời tin ngươi một lần, cũng đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng vì thẩm gia sửa lại án xử sai, dung hậu lại nói. Thẩm định châu lộ ra sắc mặt vui sướng. Đa tạ vương gia chuyện sửa lại án xử sai ngược lại không vội, tiêu lan viêm một ngày không nắm đại quyền trong tay, một ngày sẽ không có khả năng rửa sạch oan khuất thẩm gia. Nhưng mà, tiêu lan viêm còn nói. Ngươi ở lại bên cạnh bổn vương không thể gây chú ý, chỉ có thể làm thông phòng, tuân thủ quy củ, nhớ kỹ thân phận của ngươi, không được đi quá giới hạn, nếu không, bổn vương cũng sẽ không nương tay với ngươi. Thẩm Định Châu không thèm để ý thông phòng thân phận như vậy, chỉ cần mục đích của nàng đạt thành, làm thị nữ đều nguyện ý. Vì thế, nàng rất nhanh gật đầu. Nghe theo vương gia phân phó. Hai người muốn đi, thẩm định châu cúi đầu nhìn về phía tuyên vương, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia hận ý, sau đó nhấc chân, hung hăng đá một cước vào giữa đùi tuyên vương. Tiêu lan viêm vừa vặn ngoái đầu nhìn lại, thấy đuôi lông mày dương lên, trầm định châu phát tiết xong, mới cầm lấy đồ theo, cùng hành lý ít ỏi của mình, đi theo hắn rời đi nàng khoác áo choàng mỏng của tiêu lan viêm cúi đầu đi theo bên cạnh hắn người qua lại thấy tiêu lan viêm đều cúi đầu cung kính thỉnh an ninh vương điện hạ tiêu lan viêm không thèm để ý tới mang theo trầm định châu thuận lợi rời khỏi triệu phủ nhưng mà lại vừa vặn bị triệu ngọc viên hồi phủ nhìn thấy nàng đương nhiên biết kế hoạch của cha mẹ mình còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy thẩm định châu bị chiếm trong sạch khóc sức mướt tìm cái chết nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy nàng đi theo ninh vương ta vừa mới hoa mắt sao đó là lời của ninh vương tuyên vương đi đâu rồi triệu ngọc viên vội vàng bảo nha hoàng đi hỏi thăm chỉ chốc lát nha hoàng sắc mặt lo lắng chạy về tiểu thư nghe quản sự nội viên nói tuyên vương cùng ninh vương một trước một sau vào hậu viện chỉ chốc lát chỉ có ninh vương mang theo biểu tiểu thư đi ra lúc trước phu nhân dặn dò mặc kệ nghe được âm thanh gì cũng không được đi vào cho nên bọn họ còn không dám đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì triệu ngọc viên sửng sốt thẩm định châu này cũng thật có bản lĩnh mau đi nói cho mẹ ta biết đã xảy ra chuyện trở về ninh vương phủ trên xe ngựa tiêu lan viêm đột nhiên mở miệng hỏi nàng bổn vương gặp ngươi cũng không ngu xuẩn ngươi nên biết lợi dụng sắc đẹp của ngươi đi bắt người khác càng dễ dàng vì sao nhất định phải cùng bản vương chu toàn thẩm định châu giật mình chợt nàng hơi cúi đầu trên cổ trắng nõn còn có tuyên vương sắc trong lúc cấp bách bóp ra thanh tử tiểu nữ cùng vương gia giống nhau đều có sợ ái khác ta có thể trao đổi tài nguyên không nhiều lắm bộ thân thể này không muốn tùy tiện cho người khác nhưng nếu có thể để vương gia ra tay hỗ trợ ta hầu hạ vương gia cũng là cam tâm tình nguyện ngụ ý là nàng đã có người trong lòng nhưng không thể ở bên nhau thay vì bị người khác làm bẩn thân thể chi bằng chính nàng cho một người có thể giúp đỡ nàng nhất chuyện trước kia của tiêu lan viêm và phó vân thu khắp kinh thành đều biết hai người bọn họ thanh mai trúc mã cho nên thẩm định châu suy đoán hán thích phó vân thu cũng không có gì đáng trách nhưng không nghĩ tới trầm định châu nói xong câu này lại thật lâu không nghe được tiêu lan viêm đáp lại nàng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trộm đã thấy đôi mắt mỏng của tiêu lan viêm âm trầm như là rơi xuống mây dày hàng quan mơ hồ chợt hiện trong đó muốn hầu hạ bổn vương, bằng ngươi cũng xứng. Hắn không hiểu nổi tức giận